Tập 1. Vinh Quang là một tựa game vô cùng phổ biến của giới trẻ. Sau 10 năm ra mắt thì ngày càng phát triển và trở thành một bộ môn được đưa vào thi đấu. Cũng từ đó các tuyển thủ chuyên nghiệp của Vinh Quang tầng tầng lớp lớp xuất hiện, mà bá đạo nhất, ngầu lòi nhất và kỹ năng tuyệt đỉnh nhất không ai khác chính là minh của chúng ta, nhất diệp chi thu là tên trong game của anh. Thực lực nôm một xe vừa không ai dám bàn cãi, là đấu thần của những đấu thần, chơi Vinh Quang mà không biết đến nhất diệp chi thu thì chắc chắn là chưa chơi. Thành tích của anh phải nói là vô tiền khoáng hậu, tham gia vào câu lạc bộ ra thế dưới sự dẫn dắt của Diệp Thu với vai trò là đội trưởng. Chiến đội gia thế đã thắng giải vô địch 3 năm liên tiếp, trong game ngầu bao nhiêu thì ngoài đời Diệp Thu tên thật của Diệp Thu thảm hại bấy nhiêu. Gánh còng cả lưng cái câu lạc bộ đi lên đỉnh danh vọng ai mà ngờ ra thế lại là con cháu trực hệ của Lý Thông, ăn sạch cháo rồi đá bát bay xa 8 mét. Còn chưa đến cửa phòng họp tiếng mấy thanh niên đã ngu còn gáy bẩn nói ra thế dạo này thành tích kém đến mức không ngóc đầu lên được tất cả là do Diệp Tu sa sút tay nghề đã kém cỏi. Vừa mở cửa thì thấy những thành viên khác đang bợ đít một thanh niên trẻ trâu nào đó, người quản lý của Diệp Thu cũng ở đây. Trông thấy anh thì thái độ ông ta căng căng ra lệnh như kiểu mẹ đẻ người ta vậy. Diệp Thu không muốn phí thời gian nên nói thẳng có gì thì nói nhanh mở lên, đến lúc này thì người quản lý cũng không khách sáo nữa. Ông ta và câu lạc bộ đã quyết định sẽ để Tôn Tường thay thế vị trí của Diệp Tu trở thành đội trưởng. Ngay cả tài khoản nhất Diệp Chi Thu của anh cũng phải giao lại cho con tu hú chiếm tổ này. Mộc Tranh vừa nghe đã thấy quá đáng muốn lên tiếng đôi co liền bị Diệp Tu cả lại. Bình tĩnh em ơi cho cốt chuyện phát triển với chứ, đối diện với quyết định của câu lạc bộ Diệp Tu chỉ im lặng không nói gì còn khứa tôn tường cứ tưởng thay thế được anh là ngầu lại ra sức thể hiện sự tồn tại của bản thân nào thì vươn vai vào thì trụng tay lại tỏ vẻ ngầu lòi liếc mắt kháy đều diệp tu rằng anh ta vừa đến diệp tu lập tức bị đá ra chuồng gà mà đám đàn em qua cầu rút ván ông hoàng vô ơn kia còn ra sức khen ngợi những lời tôn tường nói chí phải người quản lý dục diệp tu mau đem tài khoản nhất diệp chi thu giao ra anh vẫn không nói gì mà rất phối hợp tiến lại gần tôn tường dù bề ngoài đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tay của diệp tu đã run lên và tôn tường vừa nhìn đã nhận ra Nhân cơ hội này còn mỉa mai anh thêm vài câu, dây sau lấy mãi không được thẻ game khỏi tay Diệp Tu nên quê là quê chúng mình quê nhiều, từ nãy đến giờ Diệp Tu không nói gì. Câu đầu tiên anh nói chính là hỏi Tôn Tường có thích trò chơi này không. Nếu như cậu ta thích thì hãy làm tất cả vì vinh quang chứ đừng có lấy cái đó ra chỉ để khoe khoang, bị Diệp Tu nhìn với ánh mắt coi thường. Tôn Tường cay cú nhưng không làm gì được, mà lúc Diệp Tu định rời đi tên quản lý còn giữ anh lại bày đặt giả nhân giả nghĩa nói câu lạc bộ chưa có tài khoản thích hợp cho anh trước hết anh cứ đảm nhận vị trí huấn luyện viên đã nhưng ý định của ông ta là gì anh thừa biết nên dứt khoát muốn hủy hợp đồng mộc tranh hoảng hốt ngăn cản nhưng cũng không có tác dụng mà diệp tu nói đúng ý cha quản lý muốn mục đích đạt được nên ông ta phá lên cười và ra điều kiện rằng chỉ cần diệp tu ký vào đơn xin giải nghệ thì câu lạc bộ sẽ không truy cứu tiền bồi thường hợp đồng nữa rồi ném một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn về phía anh quả nhiên ông ta là có chuẩn bị mà đến mục đích của tất cả việc này chính là để ép anh giải nghệ mộc tranh cầm lấy hợp đồng tức giận mắng ông ta tuyệt tình Ép Diệp Tu giải nghệ chính là muốn anh ấy một năm sau mới được tiếp tục con đường tuyển thủ. Diệp Tu đã 25 tuổi rồi với cái ngành thể thao điện tử thay đổi theo từng giây này thì một năm sau anh còn làm được gì nữa? Cô tức giận đến mức vô thức vò nát một góc của bàn hợp đồng, Diệp Tu phải ngăn cô lại và dứt khoát kỳ xuống. Sau khi rời khỏi gia thế, Mộc Tranh cố chấp chạy theo Diệp Tu muốn hỏi lý do anh nhất quyết muốn rời đội. Anh cũng nói thẳng rằng gia thế bây giờ đã bị thương mại hóa rồi đối với câu lạc bộ anh đã không còn giá trị sử dụng dù thực lực của anh có ưu tú nhưng không mang lại lợi nhuận thương mại thì cũng sẽ đến ngày bị vứt bỏ mà thôi anh tính nghỉ ngơi một năm rồi quay lại hôm sau trời có tuyết rơi lất phất sau khi diệp tu rời khỏi tôn tường vô cùng thắc mắc hỏi người quản lý tại sao diệp tu lại chọn con đường không có đường lui như vậy anh ta là thành viên nổi tiếng nhất thì sao lại không có tiền trả tiền hợp đồng chứ thế nhưng vào thời của diệp tu đãi ngộ của bọn họ không có tốt như bây giờ tiền lương cũng vô cùng ít ỏi rất nhiều người ngoại trừ chơi game thì còn lại cái gì cũng không biết mà bên cạnh diệp tu thì không thiếu cũng người như vậy tiền của anh tất cả đều mang đi giúp đỡ bọn họ nên bây giờ dù làm việc lâu năm như vậy vẫn không đủ tiền đền bù hợp đồng hiện tại đến bản thân anh còn nuôi không nổi đi dưới tuyết lâu như vậy tay anh cũng sắp đông cứng hết rồi lúc này đã về đêm các quán ven đường gần như đã đóng cửa hết chỉ còn một quán nét hương hân là sáng đèn không nghĩ nhiều anh liền bước vào và thuê một máy sau khi lấy máy diệp tu liền quay đi luôn mà quên không lấy lại chứng minh nhân dân máy của anh đang có người ngồi thậm chí là còn đang chơi vinh quang nhưng cô nàng thua rồi nên vô cùng tức giận còn mở miệng mắng người, thấy có người đến liền đứng dậy trả máy. Đi được một lúc được nhân viên báo tài khoản của cô còn chưa đăng xuất liền hoảng sợ quay lại thì thấy Diệp Tu chỉ cần 40 giây là chiến thắng ải cô thua 52 lần liên tiếp. Cô nàng thầm nghĩ chắc chắn là đại thần phương nào hạ phàm nên vô cùng phấn khởi mà lân la làm quen với anh. Lúc này nhân viên check-in khi nãy đến trả lại căn ước công dân cho anh. Tên anh Diệp Tu nhưng cô nàng lại nghe thành Diệp Thu cứ ngỡ anh chính là ai đấu thần mình ngày đêm mong nhớ cô nàng phấn khích nghĩ mình là người đầu tiên biết được mặt thật và có chữ ký của anh ngỡ gì mà ngỡ má ơi đúng là diệp thu rồi đó nhưng không phải tên thật của anh thôi đầu óc còn đang lên mây diệp tu còn chưa kịp nhận chứng minh nhân dân cô nàng đã giành lấy trước khi thấy tên anh là diệp tu chứ không phải diệp thu cô nàng bỗng từ thiên đàng rơi xuống địa ngục cụ thứng mà rời đi nhưng diệp tu gọi cô lại muốn xin làm ca đêm ở đây hóa ra cô nàng này chính là chủ quán nét anh còn đang định hút điếu thuốc liền bị chủ quán mắng cho và chỉ vào biển cấm hút thuốc chủ quán được mọi người gọi là chị trần và điều kiện để diệp tu có thể làm ở đây chính là đánh bại cô nàng khi biết anh chơi vinh quang đã được 10 năm cô vô cùng ngạc nhiên và nhìn anh với con mắt khác người gắn bó với game được tận 10 năm rốt cuộc là phải yêu thích đến mức nào đêm nay coi thử thử việc nếu diệp tu thức đêm được thì anh sẽ được nhận làm vào nhưng trước tiên phải đi mua cho cô nàng một phần đồ ăn khuya đã diệp tu chỉ đành cuông cút nghe theo đêm này là một đêm đặc biệt đúng 24 giờ Vinh Quang sẽ mở xe vào thứ 10 kỷ niệm 10 năm ra mắt game. Diệp Tu cũng tạo một tài khoản mới ở khu 10 này. Anh bảo là đã chơi game được 10 năm nhưng khi chị Trần quay sang nhìn lại thấy Diệp Tu đang đọc hướng dẫn người chơi mới. Hóa ra là vì lâu quá không chơi nên anh quên mất nhiệm vụ của người mới rồi nên phải đi đọc lại. Thấy chị Trần vẫn thắc mắc, Diệp Tu đành giải thích ngắn gọn rằng tài khoản cũ của anh đã đem tặng cho người ta rồi. Chị Trần mới thôi thắc mắc và ngồi lại xuống ghế buột miệng nói. Cũng phải, dù sao chơi 10 năm cũng chưa chắc đã phải tuyển thủ chuyên nghiệp như Diệp Thu nghe được tên mình từ miệng người khác khiến anh rất tò mò và lân la hỏi về chính mình Thấy chị trần là fan ruột của mình và mộc tranh diệp tu đã nói thật với chị rằng mình chính là diệp thu chị trần ngẩn người rồi cũng nghiêm túc nói rằng thật ra chị chính là mộc tranh rồi phá lên cười hiển nhiên là không tin diệp tu chị trần mà biết mình vừa bỏ lỡ điều gì là ngất trên cảnh quất liền ngó qua thì thấy ai đi game mới của diệp tu là quân mạc tiếu chị trần cảm thấy rất hay diệp tu nói rằng là mộc tranh đặt cho anh nhưng chị trần vẫn như cũ nghĩ anh nói đùa nên không để tâm lắm khu 10 vừa mới mở nhưng đã có vô số người tham gia, sau khi chạy loanh quanh khắp nơi làm nhiệm vụ tân thủ diệp tu cuối cùng cũng mở được dương đồ của mình. Trên trong là một cây giáo trông như cái ô được gọi là ô thiên cơ. Sau khi đi rửa mặt quay lại thì chị Trần đã gáy khò khò từ đời rồi, lúc này quân Mạc Tiếu nhận được yêu cầu tham gia đội đánh bót của Nguyệt Trung Miên. Anh không ngần ngại từ chối, đội của anh đều là người mới chơi lần đầu. Cả tổ đội có 5 người thì hết 3 người đi nịnh bợ thanh niên Nguyệt Trung Miên làm màu làm mình khiến anh thở dài. Ải này của bọn họ xuất hiện bót ẩn của bót ẩn, chính là ám ảnh dạ miêu nhưng vì chỉ là người mới nên kinh nghiệm trải nghiệm và kiến thức của mấy người kia phải nói là non hơn cả cả lốp xe không bị bao vây thì cũng là vị trọng thương dù quân mạc tiếu đã trị liệu hết mình bọn chúng cũng không thoát khỏi cái kết là lên bảng cuối cùng chỉ còn lại anh và nguyệt trung miên là còn trụ lại nhưng quân quân mạc tiếu thì thành thơi ngồi trên cây xem nguyệt trung miêu bị bót và lên và xuống anh ta hoảng hốt cầu xin diệp tu cứu giúp trang bị sẽ chia 50-50 nhưng diệp tu không đồng ý vì anh chỉ thích lấy hết tập 2 Nguyệt Trung Miên thấy thái độ lạnh lùng không muốn hợp tác của quân Mạc Tiếu thì đành bó tay phải tự mình chiến đấu với con ám dạ miêu. Tưởng gái to thế nào hóa ra cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư, đánh không nổi con bót. Nguyệt Trung Miên lại một lần nữa quay sang cầu cứu quân Mạc Tiếu, nhưng anh chỉ cười nhẹ nhàng duyên dáng nhìn cây máu của Nguyệt Trung Miên rút xuống một cách nhanh chóng. Nguyệt Trung Miên giở bộ mặt tiểu nhân bảo rằng công hội Nguyệt Luân của hắn ta nhất định sẽ trả thù quân Mạc Tiếu. Vừa nói dứt lời cũng là lúc hắn ta bị ám dạ miêu đè bẹp dí không thấy xác, đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội heo quân mạc tiếu lúc này đã không còn vướng bận gì nữa anh ngay lập tức lấy ô thiên cơ ra và biến nó thành một cây thương sắc bén tự tin cho ám dạ miêu nếm mùi đau đớn cảm giác chiến đấu quen thuộc này làm diệp tu rất phấn khích ngón tay cậu gõ phím nhẹ như đánh đàn nhưng trong mắt chị trần tốc độ tay thứ quyết định thành công của một game diệp tu gõ mổ cò như vậy là quá chậm có điều nhìn vào màn hình thì chị trần giật hết cả mình hú hồn con trồn vì ám dạ miêu đã bị giết chết rồi thậm chí quân mạc tiếu còn được vinh danh là người đầu tiên tư diệt được bót này chiến tích huy hoàng ngay lập tức khiến chị trần phấn khích tới mức muốn nhảy cẫng lên nhìn trong đống vật phẩm hiếm rơi ra có cả sách kỹ năng thì chị như muốn dụng chứng luôn giết được bot cấp thấp mà nhận được vật phẩm cỡ này thì chắc nhân phẩm thằng nhóc này phải cỡ dương vô cực nhưng có vẻ diệp tu đã dùng hết may mắn của ngày hôm nay vừa bấm vào thông báo của xe vừa đã thấy một loạt comment của hội nguyệt trung miên bọn chúng đang sờ bam điên cuồng trên kênh thế giới rằng quân mạc tiếu chơi bẩn bẫy chết toàn bộ đồng đội độc chiếm bot đúng là thủ đoạn của tiểu nhân vừa ăn cướp vừa la làng một cái mùng thì khó mà cãi được mấy chục thằng thích ngồi nhà cào phím như này rất may chị trần sau khi nghe tin đồn này vẫn tin tưởng diệp tu nhưng cái nết anh keo kiệt quá không hề chia cho bà chị tí đồ nào cả sau đó quân mạc tiếu vào thành liền bị rất đông người nhận ra là thằng cận bã bán đứng đồng đội người người cùng chửi nhà nhà cùng mắng muốn điếc cả tai dù chẳng ai biết sự thật ra sao cả nhưng mình thích thì mình cứ đồn cho vui nhà vui cửa lý do rất đơn giản vì quân mạc tiếu là người đầu tiên giết bót được đưa lên bảng vinh danh thông báo trên toàn xe vừa nên ai cũng ghen ghét đấu kỵ thành công bêu xấu được danh tiếng của quân mạc tiếu nên nguyệt trung miên rất hài lòng hắn đứng giữa đường cười khoái chí như một thằng khờ hắn nghĩ với tay tiếng xấu như vậy thì quân mạc tiếu e là khó mà ghép đội với ai để đi săn bót được nữa chơi game vinh quang mà không thể đi phó bản săn bót thì cuộc đời nhân vật coi như phế cơm mẹ nấu rồi đúng là một chiêu thức khá cao tay nhưng tiểu nhân đắc chí lại gặp mặt dài vô sỉ quân mạc tiếu không ngại ngần mời ngay những kẻ hại mình cùng ghép đội vốn biết rõ sự thật và với những lời khích bác nguyệt trung miên đồng ý kéo quân mạc tiếu cùng đi sẵn tiện trả thù và giò la thực lực trong rừng rậm cách lâm phát ra tiếng nổ vang trời quân mạc tiếu dù biết rõ đối phương nghĩ gì nhưng không ngại bày ra khả năng chiến đấu kinh người khiến đám người nguyệt trung miên ngáo ngơ hết cả lũ sau đó tại huyệt động nhìn nhện quân mạc tiếu còn bày ra khả năng nắm bắt vị trí và ra đòn chuẩn xác của mình với những cú quét 180 độ màn biểu diễn còn chưa kết thúc quân mạc tiếu lại tấn công đánh ra liên kích liên tục không ngừng nghỉ và tiêu diệt toàn bộ quái phải nói là mạnh một cách khủng khiếp lúc bót đến trong khi nhóm người trung biên còn đang bàn nhau phải đánh thế nào thì quân mạc tiếu xông thẳng tới cho boss ăn hành ngập mặt rõ ràng là đang lấy sức một người solo với toàn phó bản rất nhanh nhóm quân mạc tiếu được vinh danh lên thông cáo server một tổ đội khác vừa hoàn thành phó bản sau bọn họ chỉ 10 giây đang vô cùng tức giận và nhận ra cái tên đang nổi đình nổi đám quân mạc tiếu vì tính luôn hiện tại đã được thông cáo tới hai lần rồi trong tổ đội này cũng có người làm được điều đó chính là lam hà anh ta nhanh chóng cho người đi sờ tóc về đối thủ tiềm năng của mình Fan hâm mộ mà Nguyệt Trung Miên khổ công lắm mới tìm được vì cảm phục đại ân đại đức cho ăn ké của Quân Mạc Tiếu, nên giờ cũng đã chuyển sang đi theo anh cơm mẹ nấu rồi. Nguyệt Trung Miên cay hơn ăn ớt, ghen ăn tức ở cảm thán thói đời đen bạc. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, lại là boss ẩn xuất hiện, chẳng biết là Quân Mạc Tiếu hay là Nguyệt Trung Miên khứa nào số đỏ mà cả hai lần đi phó bản đều gặp được boss ẩn hiếm có. Với con boss này Quân Mạc Tiếu cần sự phối hợp của những người khác. Quân Mạc Tiếu đương nhiên nắm quyền đội trưởng, ngay khi con boss xuất hiện, anh phóng lên cho nó một đòn phủ đầu thấm thía tận dụng thời cơ boss đang choáng quân mặc tiếu múa thương như bay quay về phân công vị trí cho mấy thằng đệ rồi tiếp tục xông lên anh vô cùng dũng mãnh mạo hiểm trượt xuống dưới bụng nhện chúa vòng qua sau lưng tấn công nó như vũ bão thuận thế lên được phía trên liền đâm nhện chúa một thương sấm xét. đoàn này khiến con nhện cái dụng trứng nở ra vô số nhện quỷ làm nguyệt trung miên vô cùng sợ hãi nhưng quân mạc tiếu đã lường trước được tất cả thời cơ các anh em ra tay tới rồi những người kia nghe theo lệnh của quân mạc tiếu lập tức tiến hành bao vây con bót khi họ quay đầu thì vô cùng kinh ngạc khi thấy quân mạc tiếu sử dụng ảnh phân thân chi thật của chức nghiệp ninja ninja gì mà cầm thương ba lại còn bá con mẹ nó đạo nữa chứ quân mạc tiếu nhanh chóng hành boss ra bã nó không thể cử động dù chỉ một chút bởi kết hợp các chức nghiệp của những người có trong đội ngũ cùng với hai phân thân của quân mạc tiếu vừa đẹp hình thành một vòng khống chế chết cứng quái vật nhện chú này khả năng kháng hiệu ứng vô cùng thấp nó bị người am hiểu game tới tận cùng như quân mạc tiếu tận dụng tối đa tên của bọn họ lại nhanh chóng được lên bảng thông báo bot ẩn động nhện có ba con một con đã vào tay bá đô một con là của trung thảo đường còn con cuối cùng này của lam khê các không ngờ lại bị quân mạc tiếu cướp mất một trong ba bang hội lớn nhất này sau đó cử lam hà gửi cho quân mạc tiếu ngàn lời yêu thương kết bạn mà spam đầy màn hình như vậy thì hơi khiến người sợ hãi rồi đó nha cứ như bọn quấy dối ấy lam hà tên thật là lam kiều xuân tuyết một trong năm cao thủ của lam khê các đằng sau bang hội này là chiến đội lam vũ sở hữu kiếm thánh dạ vũ thanh phiền hay còn gọi là hoàng thiếu niên đại danh đỉnh đỉnh ai nấy đều biết Lam Hà sau đó mời quân Mạc Tiếu tới trợ giúp bang hội mình chiếm danh ngạch đầu bảng. Cậu nhận lời với điều kiện cần một số nguyên liệu hiếm, nhưng sau khi nói ra thì không phải một số mà là vô số luôn. Đúng là mặt dày vô sỉ, thấy người gặp nạn là liền lợi dụng thời cơ cắn một miếng thật to. Quân Mạc Tiếu biết ngoài việc trợ giúp, đối phương càng muốn biết thực lực của mình hơn. Có đòi nhiều nữa có lẽ cũng sẽ đồng ý mà thôi. Trang chủ game sau đó công bố tin tức Diệp Thu tự động giải nghệ. Anh từ chức đội trưởng, cùng từ chối tất cả chức vụ khác mà ra thế yêu cầu mặc họ đã cố hết sức đưa ra toàn bộ thiện trí. Nghe cái công bố đổi trắng thay đen này của bọn chúng mới thấy nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là lòng người, nhưng phía bên Vinh Diệu vẫn tỏ vẻ tri ân Diệp Thu. Vinh Diệu xuất hiện 10 năm, Diệp Thu cũng đồng hành với họ chọn 10 năm với những cống hiến to lớn, trở thành chiến thần mạnh nhất đại biểu cho toàn bộ vinh quang vô thượng, thu hút được biết bao người hâm mộ về cho Vinh Diệu. Vinh Diệu do đó phát triển rực rỡ 10 năm, đời người có bao nhiêu lần 10 năm để cống hiến. Nhất Diệp Chi Thu nay còn đó, nhưng Diệp Thu thì đã ra đi và để lại bao tiếc nuối cho các fan hâm mộ. Ngay cả chủ tiệm nét như chị Trần cũng phải bật khóc nước nở vì sự mất mát to lớn ấy, chị hỏi rằng Diệp Tu có buồn không mà sao chị không hề trông thấy cảm xúc trên mặt anh, không phải là anh vô cảm, mà chẳng qua là cảm xúc của anh đã chết lặng mà thôi. Tập 3. Sau khi công bố tin tức Diệp Thu giải nghệ, chị Trần đau lòng đến độ khóc ròng cả một ngày vẫn chưa hết, nhân viên có an ủi cách mấy cô ấy vẫn khóc tu tu như chưa từng được khóc. Đau lòng đến mức chị Trần vẫn chưa tin được Diệp thần của mình lại về hưu đột ngột như vậy mà ở màn hình lớn của quán lúc này đang chiếu lại những trận đánh oanh liệt và ngầu lòi nhất của Diệp Thu, như để tưởng nhớ về những công lao của một chiến thần trong lòng họ. Diệp Tu trông thấy từ đầu đến cuối nhưng anh chỉ bình thản mua lon nước rồi tiến lại ngồi vào bàn muốn tiếp tục chơi game. Vừa đặt cái mông xuống chị Trần đã vỗ vào ghế anh, chị đối mặt với Diệp Tu với bộ dạng hốc hác cùng mí mắt sưng vù. Quả nhiên là dọa Diệp Tu sợ hãi bật ngửa về sau, bộ chị muốn dọa chết người hả bà chủ. Tôi vừa mới vào làm việc chính thức thôi mà, nhưng thấy bà chủ đang đau lòng anh cũng đành an ủi mấy câu rằng Diệp Thu còn không đau lòng đến vậy, chị còn định khóc bao lâu nữa. Thế là liền bị chị Trần mắng thằng nhóc như cưng biết gì mà nói, càng nói chị Trần càng buồn. Thành tích của gia thế dạo này không tốt đâu phải là lỗi của một mình Diệp Thu. Rõ ràng là lũ đồng đội cũng ngu gu như bò mà, người ta đang sầu đời cần sự an ủi mà Diệp Thu lại rất không biết nắm bắt tình hình. Chỉ chăm chăm hỏi cách đánh bót khiến chị Trần hậm hực ném giấy vừa xì mũi vào người anh và mắng té tát, tôi rảnh rỗi hồi nào chứ. Tên nhóc thối vô tâm như cậu còn có tâm tình chơi game đúng là chọc tôi tức chết mà. Bỗng nhiên Diệp Tu nói một cách hết sức nghiêm túc nhưng trong tình huống này lại cộng một nghìn điểm hề hước rằng Diệp Thu giải nghệ nhưng còn tôi mà, khiến chị Trần Hạn hán lời. Tỏ vẻ mặt bộ cậu mắc diễn lắm hả, nhưng dù hậm hực vẫn ngồi xuống bàn bên cạnh hướng dẫn anh Diệt Boss qua ải, để làm nổ cây kiếm của con đó phải đánh liên tiếp 24 vết chém gây sát thương. Chi Trần dây trước vừa nghi ngờ anh dây sau đã trợn tròn mắt vì chỉ mất mấy giây Diệp Tu đã nốc ao Boss cuối và lấy được trang bị hiếm. Dù vậy chị Trần không để tâm lắm vì vẫn còn sầu chuyện Diệp Thần nên hướng dẫn anh xong liền bỏ đi, diệp tu thấy vậy lầm nhầm tôi vẫn ở cạnh chị nãy giờ mà cuộc đời đúng là vô thường chị trần mà biết chắc chắn sẽ ngất tám ngày tám đêm khi diệp tu vào game thì thấy hôm nào người chơi ít hẳn lý do chính là anh đột nhiên tuyên bố giải nghệ rất nhiều người đều bị đà kích ở phía trước đã có bốn người đứng sẵn đợi diệp tu để vào ải đánh bót diệp tu xuất hiện sau màn xương trắng xóa rất xương khói mờ nhân ảnh không hổ danh là nam chính đi đến đâu đạo cụ chuẩn bị sẵn đến nó những người khác thấy anh chưa đổi chức nghiệp thì rất coi thường chỉ có người đội trưởng là giải thích với bọn họ rằng anh còn đang xem xét chưa có gì phải vội. Chiến đội lần này ra trận có thanh niên mặt tàn nhan là nguyên tố pháp sư tên Lôi Minh Điện Quang, mục sư là Hệ Châu, cuối cùng là thánh kỵ sĩ Đăng Hoa Dạ, cuối cùng là Lam Hà cũng là đội trưởng. Trước khi bắt đầu diệp tu đột nhiên muốn thay đổi đội hình. Anh nói rằng bọn họ muốn phá kỷ lục ải này thì mục sư là không cần thiết. Mới nói đến đây đã khiến những người kia rất ngạc nhiên, Đăng Hoa Dạ còn mắng anh là đồ không biết chơi game. Không có mục sư thì ai hồi HP cho sát thương chính hả danh con? không nói thì thôi đăng hoa dạ vừa nói xong diệp tu cũng theo đó nói chính vì vậy nên cũng không cần đem sát thương chủ lực nữa đổi sang ai đó trầu bò hơn càng tốt diệp tu muốn lập một đội toàn tấn công nhưng lam hà cảm thấy không ổn muốn bàn luận thêm thì diệp tu lại được nước lấn tới nói rằng sẽ ổn nếu để cậu là đội trưởng đăng hoa dạ vừa nghe liền bốc hảo muốn lao đến innova nhưng may mà được các đồng đội cản lại không là anh ta lên bảng rồi dù bị chèn ép rất là ấm ức nhưng diệp tu đã vào phó bản rồi bọn họ không thể không nghe theo quả nhiên thành viên đã được thay đúng như lời diệp tu nói Vừa vào phó bản anh đã đơn thương độc mã cứ như vậy mà kéo hết quái của phó bản đến đây mà không hề bàn trước chiến thuật hay hướng dẫn. Phân chia vị trí khiến những người kia hoang mang cứ đứng được ra đó không biết làm sao, Diệp Tu đánh gãy một cái cây để tạo tiếng động thu hút đám quái về phía mình. Chỉ nhắc nhở đồng đội là anh đang tụ hết quái lại để tạo thành một đợt sóng xô đó, trong khi anh chạy thục mang để hút đám quái lại thì những người khác vẫn chưa hiểu anh đang làm gì. Không có sát thương chủ lực không có khống chế thì sao đánh, người mới vào còn cho rằng bọn họ đến phó bản là để đùa giỡn nên vô cùng coi thường. Còn đang nghĩ bọn họ sắp tạch đến nơi rồi thì Diệp Tu lại sử dụng kỹ năng chớp biến chớp nhoáng chạy khỏi giữa vòng vây. Lam Hà lập tức nhận ra đây là lối di chuyển theo hình chữ Z, đây là lối di chuyển phải tinh thông né tránh và công kích loại kỹ thuật này đến cả hội trưởng của bọn họ còn không làm được. Rốt cuộc đằng sau tài khoản mới tạo này là quái vật phương nào khiến anh rất tò mò. Đi tim quất mà tự dưng lại thành tao quất chắc Diệp Tu buồn lắm, nhưng anh vẫn mặc kệ đám đó còn đứng ngẩn tò te tí trước kỹ năng 102 của mình một mình một cõi dã lũ yêu tinh. Ai cũng nhận ra Diệp Tu không đổi chức nghiệp là để chơi vị trí tán nhân nhưng bọn họ cũng không chắc chắn vì lối chơi đó đã lạc hậu từ 5 năm trước rồi. Bây giờ ai còn chơi thì chính là đồ đần, bọn họ mà biết đồ đần này đứng đầu xe vừa chắc ngất 3 ngày tỉnh không nổi. Ô của Diệp Tu bỗng biến thành súng, bắn bằng bằng về phía đám yêu tinh, nhìn một loạt thao tác của anh những người kia chỉ biết cảm thán tán nhân đúng là tùy hứng, quái vật đến càng lúc càng nhiều. Diệp Tu đột nhiên bay người lên cao rồi dẫn một mạch đám đó về phía đồng đội, bọn họ còn đang ngơ ngác thì anh đã lên tiếng đứng được ra đó để ngòm hết cả lũ hay gì rồi dưới sự hướng dẫn của Diệp Tu cả bốn người nhanh chóng phối hợp và hoàn thành một trận pháp với các nguyên tố nào là hỏa, băng và lôi cuối cùng là chiêu thức của Lam Hạ, một đường giết sạch đám yêu tinh. Hệ Châu và Đăng Hoa Dạ đứng đợi ở ngoài còn cho rằng bọn họ đã ngỏm hết một lượt thì bỗng nhận được tin nhắc của Lam Hạ, anh điên cuồng dùng dấu chấm than bày tỏ sự phấn khích của mình. Tiếp đó là tiếng của hệ thống thông báo đội của họ đã phá vỡ kỷ lục rừng rậm băng xương chỉ với 20 phút. Ở ngoài đời Lam Hạ đang điên cuồng khoe khoang với đồng đội bản thân vừa phá được kỷ lục của xe vừa mới còn đang chắc nịch với đồng đội rằng mình vừa thu nạp được một cao thủ ẩn giật mới thì quân mạc tiếu diều rời khỏi hội khiến anh mất sạch mặt mũi chơi cả một đêm diệp tu 8 giờ sáng mới đi ngủ vào phòng thấy chị trần đang ngủ quên trên ghế sofa anh đắp tạm cho chị ấy một cái rồi tót lên phòng ngủ một mạch đến chiều khi tỉnh dậy thì được chị trần cho cái bánh quẩy dai nhách vì mua từ sáng rồi để cậu lại trong quán và nhanh chóng chạy ra ngoài đón người một thiếu nữ tóc ngắn xinh đẹp và đầy cá tính xuất hiện chị trần liền nhào đến ôm lấy cô nàng và hỏi han trông vô cùng thân thiết người này tên là đường nhu chị trần lập tức dẫn đường nhu về quán nét và kéo cô nàng ngồi xuống ghế muốn nhờ cô đánh giúp mình vượt ải chị trần cho rằng đây chắc chắn là đại cao thủ nên cô mới mãi không qua được ải những vị khách quen trong quán dường như đều quen biết đường nhu thấy cô xuất hiện liền nồng nhiệt hỏi han có người còn đến xem thao tác tay của cô nàng ngày càng nhiều người đến xem khiến diệp tu ngạc nhiên cũng đến hóng hớt đường quả rất nhanh đã đánh bại được vị đại cao thủ nọ và giúp chị trần thêm một bàn thắng nhưng đường nhu có vẻ không vui cô nàng rất thắc mắc đây mà là đại cao thủ sao nếu vậy cô cảm thấy vinh quang chơi hơi dễ đó câu nói này lập tức khiến diệp tu chú ý mà lúc này chị trần cũng chú ý đến anh liền khoe rằng anh chính là người chỉ dùng 40 giây đã đánh bại được người vừa nãy đường nhu đánh bại khiến đường nhu vô cùng có hứng thú thế là một trận bi cây giữa hai người diễn ra diệp tu còn hơi ái ngại vì anh sợ sẽ khiến đường nhu khóc mất nhưng chị trần lại coi thường anh và bảo anh cứ đánh hết sức trước khi trận đấu diễn ra diệp tu muốn đặt cược một gói thuốc lá nhưng đường quả thấy không có hấp dẫn gì hết nên đã đặt cược 100 tệ trận đấu bắt đầu trông thấy vũ khí của diệp tu những người xung quanh rất ngạc nhiên thấy nó thay đổi từ dù sang đao trầm rồi lại sang thương khiến chị trần ngạc nhiên đến mức chửi thề ôi oát đờ heo rốt cuộc vũ khí của cậu là loại gì vậy nhưng diệp tu chỉ cười không nói gì thao tác tay của đường nhu có thể nhanh nhưng kinh nghiệm thì diệp tu chắc chắn ăn đứt rất nhanh anh đã khiến con người ta thua thảm hại đã vậy còn khịa thêm một câu thao tác nhanh nghe cũng ngầu đó nhưng vẫn chưa đủ để thắng anh đây đâu đợi thêm 100 năm nữa đi đúng là không hơn thua đời không nể đường nhu lần đầu thua nên vô cùng cay cú bỏ ra thêm 100 tệ muốn đấu trận nữa nhưng kết quả vẫn như vậy, càng đấu càng hăng nhưng thua vẫn hoàn thua. Đường Nhu thua không biết bao nhiêu trận đã căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Diệp Tu quyết định không chơi nữa vì sợ cô nàng sẽ hết sạch tiền mất, nói rồi anh nhanh chóng xếp tiền mà rời đi. Để lại Đường Nhu tức giận nhưng không biết làm sao, cô nàng quyết tâm sẽ học chơi vinh quang để đập khứa này ra bã. Tập 4. Đường Nhu quyết định tạo tài khoản game. Cô lấy tên là Hàn Yên Nhu, chị chủ Trần trên nó nghe chẳng khí phách tí nào nhưng đường nhu nói tên khí phách thì cũng có ăn được đâu quan trọng là thực lực thôi đường nhu tạo nhân vật cũng lựa chọn chức nghiệp tá nhân cô làm điều này là vì muốn học theo diệp tu trần quả nghe xong sợ cô nàng không biết tự lượng sức mình lập tức cảnh tỉnh đường nhu rằng diệp tu tá nhân có thể mạnh như vậy là nhờ món vũ khí tự chế màu bạc có tên ô thiên cơ đó là một món trang bị bạc là trang bị thuộc cấp đại thần dù có tiền cũng không mua được bởi trang bị tự chế chưa hẳn mạnh nhất nhưng trang bị mạnh nhất chắc chắn là hàng tự chế đường nhu đành nghe theo lời khuyên của trần quả chọn chức nghiệp chiến đấu pháp sư đi theo thần tượng nhất Diệp Chi Thu của đàn chị này, Diệp Tu sau đó trợ giúp Đường Nhu chỉnh sửa lại bảng hướng dẫn mà anh đã tự tay viết trước đó, với IQ vô cực sẵn có của mình. Sau khi nhận được bí kíp cải tiến này, Đường Nhu chắc chắn sẽ trở thành cao thủ thôi. Mai cốt chi địa sau đó xuất hiện đại bot huyết thương thủ được cả ba bang hội lớn cùng cạnh tranh săn đón. Chưa chạm mặt bot thì họ đã chạm chán nhau, tình hình này rất dễ xảy ra đại chiến. Đúng lúc này bất ngờ có một người chơi chức nghiệp lưu manh tự tin xông đến bot lựa chọn thời cơ ra đòn vô cùng hiệu quả cú lên gối sau đó cũng khiến huyết thương thủ gào lên đau đớn theo đúng combo của lưu manh tiếp theo sẽ đập cục gạch làm bót choáng thế nhưng khứa kia lại là lưu manh thật sự anh ta tát cho bót một bà tai làm các anh tài của ba bang hội ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa bà tai là chiêu thức của người người chơi tuy chỉ mất một máu nhưng tác dụng sỉ nhục là dương vô cực huyết thương thủ lập tức đuổi theo anh lưu manh điên cuồng nhị khứa lưu manh kia có vẻ là não tàn nhưng não không hề tàn tí nào anh ta dẫn huyết thương thủ đến thẳng vị trí ba bang hội đang chờ sẵn đây có lẽ là một hiểm chiêu đối với huyết thương thủ nếu như lưu manh không bị bắn giữa đường khi đang chạy và ngã lăn long lóc trên đất may sao đúng lúc anh ta sắp bị bót làm gỏi thì quân mạc tiếu xuất hiện anh vẫn dùng chiêu thức quen thuộc của mình là múa thương như bay nhắm thẳng bót mà bón hành cho ra bã và sát thương của quân mạc tiếu tạo ra thì cao đến mức dọa người cơm mẹ nấu luôn anh nhanh chóng kêu lưu manh tổ đội cùng với mình rồi hai người tiếp tục nhào lên tấn công quyết liệt sức mạnh làm huyết thương thủ chỉ có thể gồng mình chịu đựng người của ba bang hội xem trận này mà còn phải khiếp sợ quân mạc tiếu mạnh đến mức biến thái anh nhanh chóng quật ngã được con bót bắt đầu cho đồng đội tiến lên nguyên tố lửa đánh ra làm huyết thương thủ nếm mùi đau khổ lưu manh liên tục ném các gây mù đập cục gạch làm choáng huyết thương thủ quân mạc tiếu vẫn liên tục rỉa máu nó như một cái máy siêu bót huyết thương thủ dưới sự phối hợp chặt chẽ do quân mạc tiếu chỉ huy chỉ còn cách đứng im chịu giòn ô thiên cơ sau đó hóa thành súng liên tục nã đạn như mưa trận chiến đấu này lửa trước mắt hoàn toàn làm người của ba bang hội mở mang tầm mắt họ cũng muốn xông lên nhưng lại ngại hai đối thủ còn lại đục nước béo cò nhưng rất có thể tình thế khống chế lẫn nhau đó chính là điều quân mạc tiếu muốn một người của bá đồ bất ngờ hét lớn yêu cầu quân mạc tiếu tổ đội cùng đoàn thể mình đổi lại thì vật phẩm rơi ra từ bot anh có quyền lấy hết hai nhà kia vừa nghe đối thủ ra bài dụ dỗ liền bắt chước học theo thậm chí ngoài vật phẩm bot họ còn tình nguyện hiến tặng thêm đồ cạnh tranh ngày càng cao giá nhưng mà như vậy thì đánh bot làm miệng gì nữa quân mạc tiếu không dễ bị lừa anh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ mong tiêu diệt bot sớm nhất có thể ba đại bang hội lúc này đã hiểu họ chỉ còn cách tự mình tiến lên bá đầu cùng trung thảo đường bất ngờ bắt tay nhau xông trận lam khê các vì giao hữu trước đó cũng lập tức nhập cuộc mục tiêu là trợ giúp cho quân mạc tiếu nhìn thấy người của ba bang hội kéo tới quân mạc tiếu bí mật kêu đồng đội chuẩn bị rút lui bản thân đánh ra một loạt liên kích cuối cùng khiến bót đào to giận dữ và tiến vào trạng thái cuồng nộ bộc phát ra sức mạnh kinh người máu chưa đỏ đã xuất hiện trạng thái này chỉ có thể là trường hợp chúng 200 trăm liên kích một màn này khiến người của ba bang hội lớn sợ hãi lập tức muốn bỏ chạy nhưng những vong linh đã được triệu hồi lên cờ nờ giờ dựa vào số lượng cưu hận đã gánh chịu huyết thương thủ cho một bầy hơn 100 đệ tử tiến thẳng vào đội hình ba bang hội và gáo thét điên cuồng. Tuy nhiên tam đại bang hội hiện mạnh nhất xe vừa dĩ nhiên không phải chỉ có hư danh, đầu tập ngào ngáo ngơ ngơ vậy thôi chứ lúc cần vẫn sẽ nghiêm túc. Họ lập thủ thế sẵn sàng nghênh chiến và dĩ nhiên là không hề lép vế trước vong linh có lối tấn công đơn giản. Có điều tranh thủ tình hình này, huyết thương thủ đã bị quân mạc tiếu kéo đi rồi. Anh liều mạng gây hấn một lần với cả ba bang hội mạnh nhất, thái độ ngông cuồng của quân mạc tiếu làm cho khứa lưu manh kia vô cùng hâm mộ quyết theo chân anh chơi tới cùng, cho dù sau này bị bọn kia sờ bam truy sát xóa tài khoản cũng được. Huyết thương thủ được kéo tới nơi nhóm người Nguyệt Trung Miên chờ sẵn, cả bọn lập tức lao vào tấn công, theo quân mạc tiếu kiếm ăn lâu ngày nên trình độ của bọn họ đều đã lên tay. Máu liều cũng bắt đầu nhiều hơn máu não và độ vô sỉ thì tăng lên dương vô cùng. Cướp bot người ta còn cảm thấy vô cùng vui sướng, người của ba bang hội nhanh chóng phát hiện địa điểm đánh bot. Đại bot này vốn dĩ sinh ra là để cướp, bọn họ cũng không ngại ngần nhanh chóng tiến quân sang, quân mạc tiếu ra lệnh cho đồng đội đẩy nhanh tấn công bản thân anh thì vẫn ở vị trí dẫn đầu tay bấm phím như mưa bộc phát ra tốc độ kinh người kéo máu bót một đường rơi xuống thẳng tắp nguyệt trung miên e sợ máu bót xuống đỏ sẽ lần nữa cuồng nộ nhưng quân mạc tiếu nhanh chóng bảo tất cả tránh ra khỏi vùng thù hận nhanh chóng dùng chiêu hiểm bóp chặt cổ huyết thương thủ đẩy hắn lao vào vô số vách núi chấn thương cực nặng một đường đánh máu bót rơi thẳng xuống đáy bỏ qua luôn giai đoạn cường nộ chết không kịp ngáp Thông cáo lập tức đăng tin vinh danh những người đã góp công giết boss lần này. Họ đã trở thành những idol sáng giá nhất đêm nay bởi đã lấy sức của một tổ đội cướp boss ngay trước mặt ba đại công hội. Điều này nói lên bản lĩnh của nhóm quân Mạc Tiếu vô cùng kinh người. Lam Hà sau đó mời quân Mạc Tiếu chat riêng. Anh ta than thở cho rằng quân Mạc Tiếu quá là thất đức, nhưng đại boss vốn dĩ sinh ra là để bị cướp. Chính nhà phát hành Gemcon mong hoạt động này xảy ra thường xuyên để game thêm phần hấp dẫn, có cạnh tranh thì chơi mới thú vị. Bằng chứng rành rành như vậy rồi thì Lam Hà có thể nói gì chứ? anh ta cuối cùng đành nhờ quân mạc tiếu dẫn đi rừng rậm băng xương nhưng quân mạc tiếu người ta là tá nhân làm dâu chăm họ khổ lắm anh đã nhận lời bá đồ với giá cao hơn rồi đang vui vẻ vì ăn nên làm ra thì thanh thông báo hiện lên một tổ đội đã đánh xuyên rừng rậm băng xương với kỷ lục chỉ hơn 13 phút rút ngắn quá nhiều so với 20 phút trước đó của quân mạc tiếu miếng cơm để trước mặt rồi còn bị đạp đổ anh phải làm sao bây giờ đây tập 5 hai thanh niên đang vừa đi vừa tán phét về vị đội trưởng đẹp trai lai láng của mình mà lên tivi sẽ dọa mọi người đứng hình cơm mẹ nấu luôn vừa dứt lời thì gặp ngay đội trưởng của bọn họ vừa tập gym xong bước ra ai đứng hình thì không biết chứ hai thanh niên này là rén lắm rồi tự giác chuồn ngay và luôn cứ tưởng thế là êm xuôi ai ngờ còn bị đội trưởng nhắc nhở bé cái mùng thôi cho người khác ngủ để bảo toàn tính mạng của đồng lương của mình hai khứa liền nghe theo răm rắp người được gọi là hàn đội trường này có gương mặt vô cùng nghiêm nghị đang tính đi nghỉ ngơi thì lại gặp tân kiệt anh ta đến đưa một chút tư liệu của gia vương triều đó chính là công hội trong game của gia thế Tân Kiệt nói cho Hàn đội trưởng biết ra thế trong phó bản rừng rậm băng xương lập kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ. Người trong công hội bọn họ nghi ngờ đằng sau ra Vương Triều có Diệp Thu giúp đỡ vì chỉ với 13 phút rưỡi thì chỉ có Diệp Thu mới có cái năng lực phi thiên này. Đã giải nghệ rồi mà còn bị người ta dè chừng quả nhiên chỉ mê nhà chúng ta. Chỉ muốn yên ổn chơi game mà cũng không xong nữa. Hát xì lên hát xì xuống mà trên màn hình máy tính dạ độ Hàn Đàm cũng đang điên cuồng nói về chuyện Vương Gia Triều lập kỷ lục mới đánh phó bản chỉ với 13 phút rưỡi. Quả nhiên ai cũng nghĩ là Diệp Thu tham gia gia vương triều nhưng anh lập tức đính chính là không có nhưng lại bằng tài khoản quân mạc tiếu nên điều ai tin. Nhưng thực lực này của vương gia triều thì ít nhất cũng phải có ba tuyển thủ chuyên nghiệp nhúng tay vào mới có được. Diệp Thu bỗng cười và nói lần đánh rừng rậm băng xương lần này Hàn Đàm chỉ cần phụ trách mang trang bị thôi. Còn người thì anh sẽ tìm, bọn họ lại phá kỷ lục của gia vương triều xem ai cứng hơn ai. Mà lúc này Đường Nhu cũng đến tìm anh và bảo rằng muốn đánh phó bản phải có ít nhất 5 người, anh tìm đâu ra một người nữa vậy? mà đúng lúc hàn đàm bên kia cũng nhắn đến hỏi diệp tu là anh mang theo những chức nghiệp gì để hắn ta chuẩn bị vũ khí tổ đội năm người của bọn họ gồm có pháp sư chiến đấu lưu manh và cuối cùng là bậc thầy pháo súng vừa nhắn xong chị trần liền phá lên cười và từ chỗ nào đó chui lên chị ấy cho rằng bậc thầy pháo súng mà diệp tu nhắc đến là mình nên vô cùng vui sướng mũi sắp hết lên tận trời Nhưng nhìn biểu cảm chán trả buồn nói của diệp tu chị trần dây sau liền nhận ra bậc thầy pháo súng mà anh nói không phải là mình khiến chị ấy lập tức nổi đóa gào lên khiến cả quán nét đứng hình Bị pờ gây gắt Diệp Tu đang tính nói thật thì đầu bỗng nảy số đánh chống lảng sang chuyện tối mai ra thế đấu với đội tuyển 301 độ. Quả nhiên tối đó thu hút rất nhiều người đến quán nét bọn họ xem trận đấu trên màn hình lớn. Khi Diệp Tu tỉnh dậy thì mọi người đang phấn khích cổ vũ cho tôn tường vì một mình anh trọi ba tuyển thủ của bên kia đã thế vừa ra liền lật úp đội trưởng của 301. Trong lịch sử đấu bảng tình huống một trọi ba mới chỉ xảy ra hai lần, cả hai lần trước đều là những đại thần vang danh sử sách. Điều đó càng chứng tỏ kỹ năng của tôn tường đã sánh ngang với các vị đại thần của thế hệ trước nhưng trong khi mọi người đang phấn khích gào thét cổ vũ cho tôn tường thì chỉ có diệp tu và vô cùng bình tĩnh chị trần thắc mắc bộ anh táo bón hay sao mà ỉu xìu vậy bỗng nhiên diệp tu lại trở nên sâu đíp và nói đạo lý hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều và chắc nịch rằng ra thế sẽ thua nhưng thứ trên màn hình lại không hề trông giống như vậy một trọi ba và trên sàn đấu chỉ có một mình tôn tường còn sót lại chị trần vô cùng phấn khích khen ngợi kỹ thuật của cậu ta không làm mất mặt danh hiệu đấu thần và cà khịa diệp tu chưa tỉnh ngủ đã đến bước này rồi ra thế còn thua được sao nhưng anh vẫn rất chắc chắn về dự đoán của mình Đội tuyển 301 như vậy là đang dùng kế buông tha cho kẻ địch dần dần dẫn dụ Tôn Tường vào cái bẫy của cảm giác hưng phấn. Đội trưởng của 301 Dương Thông là người có thao tác tay rất tốt, rất nhanh, cậu ta rất dễ dàng lôi kéo tốc độ tay của Tôn Tường. Người mới sau đó sẽ thua nhanh điều này làm khơi gợi lên tính háo thắng của Tôn Tường. Nhưng đáng tiếc cậu ta lại gặp phải Ma Vương Hứa Bân. Hứa Bân càng kéo dài thời gian Tôn Tường càng sốt ruột, tốc độ tay sẽ càng nhanh, cậu ta dù có giỏi nhưng một khi tốc độ tay không khống chế được những đồng đội khác cũng sẽ không phối hợp được trong thi đấu đoàn đội đây được coi là điểm yếu chí mạng vì trước giờ vinh quang không phải game dành cho một người chị trần nghe hết nhưng vẫn cho rằng diệp tu chém gió như thật anh không tiếp tục giải thích nữa vì có nói chị trần cũng không hiểu nên anh chỉ bảo là quan điểm cá nhân quả nhiên khi vào đấu đoàn đội tôn tường bị hứa bân cuốn lấy mãi không thoát được dù có tô mộc tranh ở bên cạnh giúp sức cũng không khá khẩm bao nhiêu rất nhanh tô mộc tranh đã bị người khác bên địch áp sát rất nhanh cô nàng đã bị chiếm thế thượng phong và đánh bay súng mà tôn tường mãi không chạy đi ứng cứu đồng đội được ngay lúc căng thẳng nhất thì quán nét lại mất điện chị trần lập tức kêu bé nhân viên đi gọi thở sửa điện nhưng diệp tu đã đi trước rồi nên rất nhanh điện của quán nét lại được thắp sáng sau khi trở lại anh thấy đường nhu muộn như vậy rồi mà vẫn luyện tập nên bước đến hỏi thăm cả hai cứ nghĩ đã khuya như vậy rồi sẽ không còn khách nữa rất vô tư thành thơi vừa ngồi sơi nước vừa thăng cấp nhưng ở hiền gặp phiền có hai tên là đồng đội cũ trong gia thế của diệp tu bỗng nhiên xuất hiện trong bộ dạng ngà ngà say một tên thì lập tức nhận ra anh luôn một tên thì say đến trời đất không biết gì thấy đường nhu xinh đẹp nên bắt đầu lấy le thấy cô còn chơi vinh quang thì lại càng sĩ nhưng thấy đường nhu không nhận ra mình nên rất quê là quê chúng mình quê nhiều mà lúc này thanh niên đi cùng mới kéo kéo anh ta ý muốn ra hiệu té lẹ bay ơi bay Khứa say rượu lúc này mới thấy diệp tu mà anh chỉ bình tĩnh hỏi hai người họ có lấy máy không thanh niên kia mới đầu hơi hoảng nhưng sau đó lại cười khẩy và châm chọc diệp tu bây giờ chỉ là một quản lý quán nét không biết có còn đủ tiền thuốc không nữa đường nhu thấy vậy thì thắc mắc bộ bạn anh hả nhưng tên kia lại cười mỉa nói không dám nhận làm bạn bè với anh Diệp Đâu không xưng không xứng nhưng bây giờ đâu còn là Diệp đội trưởng đâu. Nghĩ tôi vẫn sợ anh hả? Cứ nghĩ nói mấy câu sồn làm là chọc tức được Diệp Tu nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh mà đáp trả lại. Tôi mắng anh là vì anh sai. Anh không muốn bị mắng nhưng cứ cho tôi cơ hội là thế nào. Đường nhu nghe vậy cũng phá lên cười. Thanh niên kia thạnh quá hóa giận bắt đầu sồn làm rằng bây giờ mình đã là phó đội trưởng còn Diệp Tu chỉ là một quản lý tiệm nét quen. Có cái gì mà lên mặt dạy đời nhau chứ? Thế nhưng khi Diệp Tu hỏi một chút kiến thức chuyên môn thì tên đó lại câm như hến cuối cùng là tiệm nét không tiếp người uống rượu nên cả hai muối mặt mà chạy đi. Giờ cũng là lúc Diệp Tu hẹn đánh phó bản rừng rậm băng xương với dạ độ hàn đàm. Anh ta dẫn theo một thanh niên tên thích vô góp vui đến lập tim, hai người mà Diệp Tu tìm cũng đến. Dạ độ hàn đàm lập tức nhận ra một tên trong đó chính là một con gà mờ thích chơi trò ném đá giấu tay. Một người thì vừa lập tài khoản được mấy ngày lại thêm người cuối cùng là nữ trong sung vô cùng gà mờ. Dạ độ hàn đàm lập tức bùng nổ và gào thét với Diệp Tu Anh rốt cuộc là tìm ở xó xỉnh nào đám người này vậy. Bên gia Vương Triều thì là ba tuyển thủ chuyên nghiệp anh thì dẫn theo ba tên gà mờ, anh đùa tôi chắc. Nhưng ngoài đi theo thì cậu ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài chấp nhận. Thế nhưng khi vào game kẻ bất ngờ lại chính là dạ độ hàn đàm, tốc độ tay ủa đám người Diệp Tu phải nói là kinh khủng. Chỉ ba người đã dụ được vô số quái vật chạy đến, phối hợp vô cùng ăn ý nhưng cũng có lúc không ăn ý lắm. Đường Nhu mém bị thanh niên Diệp Tu gọi đến cho về với đất mẹ cũng may là anh đến kịp nếu không sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba mất dạ độ hàn đàm trông thấy càng ngày càng nhiều quái thì vô cùng kinh ngạc cả bậc thầy pháo súng cũng đi thu hút quái khiến anh ta mở mang tầm mắt sau khi tập hợp đủ quái vật chỉ cần một đòn tấn công cùng lúc của bọn họ là nốc ao ngay nhưng lúc này người đáng chú ý hơn ai hết chính là xạ thủ mà diệp tu mang đến tốc độ tay không những nhanh mà còn biết cả kỹ năng cấp bậc đấu thần là áp súng mà dạ độ hàn đàm nhận ra kỹ năng này rõ ràng chỉ có một người biết chính là tuyển thủ chuyên nghiệp tô mộc tranh của gia thế tập 6, Diệp Tu đã nhấn mạnh với Đường Nhu Vinh Diệu là game chú trọng sự hợp tác của đồng đội, có thể gia tăng lực chiến bản thân lên gấp nhiều lần, kết hợp của anh và Tô Mộc Tranh chính là như vậy. Cô nàng đang liên tục kéo quái, đối với Đường Nhu và bánh bao, tốc độ tay đều trên 200 lại không phải là gánh nặng. Tiềm năng đội ngũ này dù còn non trẻ nhưng hoàn toàn có thể phá được kỹ thuật kia. Dạ Độ Hàn Đàm còn đặc biệt nhìn thấy Tô Mộc Tranh thi triển kỹ năng áp súng chứ danh, đoán ra được thân phận cô thì vô cùng kinh ngạc. Đoán được Tô Mộc Tranh chắc chắn không khó đoán được Diệp Thu, quân mạc tiếu đúng lúc này đến chấn chỉnh tô mộc tranh trách cô đang trong phó bản quan trọng không được tùy tiện biểu diễn nữa vì muốn phá kỷ lục cần có một đấu pháp chắc chắn dạ độ hàn đàm biết được cú áp súng lúc nãy chỉ là ăn may thì thở vào cho rằng như vậy mới là đúng đắn chứ hai đại thần cùng tới giúp bá khí hùng đồ tranh cái phó bản cùi bắp này nói ra thì điếu ai thèm tin nổi cứ như thế quân mạc tiếu cùng đội nhóm liên tục đi phó bản rừng rậm băng xương trình độ của đường nhu và lưu manh ngày một tăng cao cho đến bước cuối cùng quả nhiên họ đã thành công phá tan kỷ lục gia vương triều của gia thế đối với việc này vô cùng tức giận ông ta cũng điều tra xác định quân mạc tiếu chính là diệp thu chứ chẳng phải ai xa lạ khác thậm chí biết luôn việc anh làm thuê cho các bang hội lớn là để tìm nguyên liệu hiếm nâng cấp vũ khí bạc qua đó làm lại từ đầu gia vương triều là kẻ thủ cũ của diệp thu sao có thể để anh ngóc đầu dậy lập tức tập trung tuyển thủ chuyên nghiệp của gia thế lần nữa đoạt lại kỷ lục cấp 25 đã qua lần này diệp tu đành chấp nhận thất bại trong nụ cười vui vẻ tài khoản ly hận kiếm sau đó nhắn tin cùng quân mạc tiếu làm quen xin được đi ăn ké nhận được câu trả lời tổ đội đủ người rồi vẫn mong quân mạc tiếu chỉ dạy cho mình kinh nghiệm quân mạc tiếu đem chuyện này đá cho bánh bao xâm lấn hứa này thuộc thể loại tăng động nói nhiều lập tức làm ly hận kiếm liên tiếp tiến hành quyết đấu và cuối cùng là hắn đã thất bại ly hận kiếm sau phút bốc đồng may mà không bốc xít giả vờ thua cuộc tiếp tục làm gián điệp đáng tiếc trong lúc hắn bày đủ thứ trò bên này thì mai cốt chi Điện đã bị quân mạc tiếu phá kỷ lục cơm mẹ nấu rồi sau đó anh còn dẫn tổ đội đi nghiên cứu cách đánh mới ly hận kiếm cho rằng quân Mặc tiếu làm vậy là sợ mình nên hắn tỏ vẻ mặt rất đắc chí được đi theo hội của quân mạc tiếu còn khiến hắn dễ dàng lên kế hoạch gây rối nhưng rồi cái não trước mãi lo thủ hàn quên mất trận đấu quan trọng đêm nay rồi thế là gia vương triều chưa gieo nhân đã gặt quả trận chiến với chiến đội lam vũ bị dạ vũ thanh phiền hành cho ra bã có điều đại thần có cái tên siêu phàm thoát tục kia phải sửa lại là dạ vũ than phiền mới đúng vừa đánh đấm vừa gõ bàn phím sờ bam chửi nhau kín hết cả màn hình là đại thần tệ nạn nhất mạng xã hội đêm đó dù thất bại gia vương triều vẫn cố gắng đi phó bản với kỷ lục 17 phút diệp tu đã cho rằng hắn không thể phá vỡ nó nhưng với cùng một cách đánh và đội ngũ chuyên nghiệp hơn gia vương triều nhanh chóng lật ngược thế cờ trong lúc đang giả nai hỏi han thì liền bị diệp tu thẳng thắng vạch mặt rằng trong lúc đi phó bản với mình ly hận kiếm chưa từng dùng hết sức rõ ràng là tài khoản phụ của gia vương triều chứ chẳng ai khác đã rõ ngoạn ngành sự việc dĩ nhiên việc lấy lại kỷ lục đối với diệp tu đơn giản thôi đêm nay anh bất ngờ mời tới một thanh niên kiếp trước hành nghề ăn trộm hành vi lén lút vô cùng hành kém nhân vật nhìn qua khá trẻ trâu này làm vậy là vì có quá nhiều fan hâm dọa An vị được cái mông lên ghế rồi cậu ta mùng miệng nói liên tục khiến Diệp Tu nhức hết cả đầu, hóa ra là người quen, chàng trai này chính là Hoàng Thiếu Niên. Nghệ danh dạ vũ than phiền chứ chẳng phải ai xa lạ khác, phó bản Mai Cốt Chi Địa nhanh chóng bắt đầu bằng cú đập như trời giáng của quân Mạc Tiếu. Tiếp đó là liên tục những món đòn cực mạnh dần đánh bay hàng loạt quái vào một khe nứt ở trên tường, quân Mạc Tiếu gọi đây là trẻ quái. Thay vì tiêu diệt từng con rất vất vả thì cứ nhét hết tụi nó vào khe cho tiết kiệm thời gian, đó mới chỉ là quái. Với con bót thứ hai quân Mạc Tiếu liên tục đánh bay bót như quả bóng, dĩ nhiên chống cự của nó khiến mục tiêu bọn họ nhắm tới có phần khó khăn hơn Giả dạ vũ than phiền à nhầm giả dạ vũ thanh phiền với kiếm pháp thần sầu vậy mà cứu lại được tất cả đưa bót đến vị trí thích hợp ăn ngay một loạt đạn của quân mạc tiếu sau đó là một cú áp súng trên không quỷ khốc thần sầu đánh bay bót vào khu vực từ đầu cả hội đã nhắm đến quân mạc tiếu thì ra là cha đẻ của kỹ thuật áp súng với con bót này bọn họ đã tiết kiệm được 30 giây cách đánh mới lạ khiến giả dạ vũ thanh phiền hoàn toàn khâm phục nói đi cũng phải nói lại cũng chính nhờ sự giúp đỡ của Dạ Vũ Thanh Phiền nên tên gia vương triều kia mới không thể phá kỷ lục của họ được. Tập 7. Sau khi hệ thống thông báo tổ đội của Diệp Tu phá kỷ lục của Mai Cốt Chi Địa, Lưu Hạo thanh niên say rượu khi trước vô cùng bất ngờ và tò mò không biết những người mới xuất hiện trong tổ đội của Diệp Tu lại là ai nữa. Hắn ta vào trang cá nhân của một người tên Lưu Mộc, thấy chức nghiệp kiếm khách lập tức nhận ra đây chính là Hoàng Thiếu Niên. Mà lúc này thanh niên tóc vàng ấy đang đánh phó bản cùng nhóm Diệp Tu. Cậu ta nói nhiều tới nỗi tràn màn hình khiến anh phát hoảng mà không biết nói gì chỉ mỉm cười một cách công nghiệp ngay cả mộc tranh đường nhu và những người khác cũng không chịu được độ nói lắm của hoàng thiếu niên nên đành tìm lý do để bỏ chạy anh không nói thì tôi đến tận nơi tìm anh quả nhiên dây sau có người bịt khăn kín mắt kín mũi trông vô cùng khả nghi đến tìm diệp tu không ai khác đó chính là hoàng thiếu niên cậu ta trông còn rất trẻ vừa đến câu đầu tiên đã là sao anh không trả lời tôi đối diện với thiếu niên siêu lắm mồm đã tìm đến cửa như thế này diệp tu chỉ còn cách chấp nhận nghe xem cậu ta nói đến đâu hoàng thiếu niên muốn đấu một trận với diệp tu anh đồng ý nhưng muốn Hoàng Thiếu Niên phải dùng tài khoản chính thức thì cậu ta lập tức phản đối, dù gì cậu ta cũng có chút tiếng tăm. Dùng tài khoản chính không phải lộ ra mất sao. Thua thì của ê quê với fan hâm mộ lắm, thôi bỏ đi vậy, Hoàng Thiếu Niên chán nản đành để lần sau. Cứ ngỡ là hết chuyện rồi nhưng cậu ta lại bỗng đổi chủ đề sang chuyện Diệp Tu giải nghệ rõ ràng không phải là anh không đánh được. Diệp Tu như cũ đều không muốn nói thật nên chỉ nói lấp lửng rằng cậu ta có thể coi như do thành tích của đội không tốt, đội trưởng chỉ đạo không tốt nên từ chức. Hoàng thiếu niên quả nhiên không tin lập tức mắng anh có bệnh và chắc chắn là do tên Lưu Hạo mặt gian xảo đó rửa trò rồi lại thở dài đi bo đi xa minh thanh niên Lưu Hạo. Mặt mũi nhìn như chó sói biết ngay chắc chắn sẽ làm điều xấu. Diệp Tu trêu cậu ta biết xem tướng từ khi nào vậy thì Hoàng thiếu niên nói thật những lời đó không phải cậu ta nói. Là Vương Kiệt Hy nói, Diệp Tu lại trêu chọc Vương Kiệt Hy mắt to mắt bé thì xem được cho ai. Nhưng Hoàng thiếu niên vẫn cảm thấy lý do đó chưa đủ thuyết phục để Diệp Tu rời khỏi nhóm. Sau khi biết ra thế muốn để anh lại làm huấn luyện viên thì Hoàng thiếu niên mới vỡ lẽ và tức giận đập bản quả nhiên ra thế là muốn ép Diệp Tu rời đi. Cậu ta bỗng nhiên nhắc đến Mộc Tranh rằng nếu anh chuyển đội thì cô ấy biết làm sao. Mà lúc này ở ra thế, Mộc Tranh với tâm trạng vô cùng vui vẻ đi về phòng. Lướt qua Lưu Hạo còn không quên cảm ơn anh ta chuyện khi nãy. Lưu Hạo ngơ ngác rồi lập tức nhận ra chuyện Mai Cốt Chi Địa là đội của Tô Mộc Tranh cố ý. Nhưng cô nàng nhíu mày tức giận hỏi lại cố ý cái gì. Thanh niên này bỗng rén ngang không dám hó hé, Mộc Tranh liền thong thả rời đi. Còn bên phía Diệp Tu, sau khi hoàng thiếu niên biết mộc tranh còn một năm rưỡi nữa mới hết hạn hợp đồng liền cảm thấy như vậy quá lâu anh đợi cô ấy hết hạn thì thao tác tay trở thành ông cụ mất nhưng diệp tu lại chưa chọc ngược lại cậu ta rằng cậu ta cũng vậy thôi khiến hoàng thiếu niên cảm thấy tức giận vì diệp tu quá kiêu ngạo bỗng anh hỏi về về thành tích solo của bọn họ trước đây nói nói một hồi nói đến lúc hoàng thiếu niên ra về luôn lúc cậu ta chuẩn bị về diệp tu bỗng nhiên đến gần giơ tay ra cứ tưởng để bắt tay ai ngờ anh thu 10 tệ phí lên mạng 2 giờ khiến hoàng thiếu niên nở nụ cười xịt keo cứng ngắc ủa alo anh em có cần tính toán với nhau giữ vậy không cha lưu hạo vào đêm muộn đang nghe điện thoại của ai đó và nói chuyện vô cùng mờ ám mà không để ý rằng bản thân đang bị nghe lén lam hà lúc này cũng không được yên nổi một giây khung chát réo tên anh liên hồi hỏi về những thành viên khác trong nhóm diệp tu nhưng anh hoàn toàn không biết gì hết nên không biết trả lời sao công hội bọn họ cảm thấy cứ như vậy thì kỷ lục của tam công hội ai cũng có thể phá vỡ tình thế vô cùng nguy cấp mà lúc này nhóm diệp tu đang đi đánh phó bản lại cứ bị một tên pháp sư nào đó lấp ló theo dõi dù phát hiện ra nhưng Diệp Tu vẫn cứ kệ anh ta vì biết người đó chính là Sa Tiên Tử đội trưởng của Trung Thảo Đường. Đột nhiên Sa Tiên Tử lao đến tấn công bọn họ, mục tiêu đầu tiên chính là Đường Nhu. Hắn ta không ngần ngại solo tại trần luôn. Đường Nhu né được đòn tấn công của Sa Tiên Tử hai lần nhưng thao tác của anh ta quá nhanh cuối cùng vẫn là bị dính chống chế không thể cử động được. Tiếp theo chính là bánh bao. Dù thao tác tay của anh ta có nhanh đến mức nào nhưng solo với người này lại rất nhanh đã bị đánh bại chỉ trong vòng hai chiêu. Dù vậy nhưng Diệp Tu vẫn cứ từ từ chưa lao lên cản vì sao lại thế thì tôi cũng không biết, chắc đạo diễn bảo từ từ mới có phim xem. Sau khi chứng kiến Sa Tiên Tử hạ gục bánh bao Diệp Tu mới xông pha khiêu chiến. Một loạt thao tác tấn công liên hồi của anh khiến hắn ta ngạc nhiên rồi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách sau đó mới lao đến đấu cận chiến. Thanh niên này vậy mà lại đấu tay ngang với Diệp Tu. Hai tên tốc độ tay bàn thờ đánh nhau đến tóe lửa, nhưng đến phút cuối Diệp Tu sử dụng nhiều skill cao cấp hơn như ưng đạp hay phân thân Sa Tiên Tử hoàn toàn yếu thế và thất bại. Thế nhưng ở ngoài đợi thực Sa tiên tử Diêu đang ông một tấm poster đứng khép nép bên cạnh còn thanh niên đẹp trai nào đó đang cầm tài khoản anh ta để đấu với Diệp Tu. Sa tiên tử Diêu thấy đại thần mượn tài khoản mình thua nên lại càng rèn vì nghĩ tâm trạng anh đang rất không vui. Nhưng người này vô cùng bình tĩnh và bảo Sa tiên tử Diêu đưa mình tấm poster mình ký tên cho, tự dưng không làm gì cũng được chữ ký của đại thần Sa tiên tử vui đến cười toe toét. Bỗng nhiên Sa tiên tử hỏi đại thần về đám Mạc Quân Tiếu, anh ta cũng tốt bụng nói thật rằng những người còn lại đều là người mới toàn là bậy đâu đánh đó không hề có chút kỹ năng nào chỉ có thanh niên mặc quân tiếu này là thâm sâu khó lường lúc solo là anh ta thăm dò anh chứ anh đã thăm dò được anh ta chút nào đâu nói xong liền rời đi quả nhiên sau khi tiễn xa tiên tử đi diệp tu cũng nhận ra người cầm máy chắc chắn không phải xa tiên tử mà có thể là vương kiệt hy đội trưởng của đội vi thảo một đấu thần khác của vinh quang dù là pháp sư nhưng lối đánh của anh ta vô cùng ảo diệu và được đặt tên ma thuật sư độc nhất mà lúc nào ở phòng huấn luyện của vi thảo một tuyển thủ dự bị ôm vô số bình nước đến phòng mời mọi người dù mồ hôi chảy nhễ nhại vương kiệt hy bỗng đến tìm và gọi một người trong số họ ra ngoài một chút điều đó khiến người kia rất buồn và cảm thấy bản thân không được coi trọng nhưng cô cậu không than vãn mà vẫn rất ngoan đem nước đến cho mọi người thanh niên tóc dựng đứng được cho nước mà không biết cảm ơn còn bày đặt chê ỏng chê eo không thích nước lọc thích nước suối cơ tuyển thủ dự bị kia dù bị bắt nạt nhưng cũng không dám phản kháng chỉ biết ngậm ngùi hỏi tên đó muốn uống gì cậu đi mua cho nhưng thanh niên kia rất nhanh đã quay lại và đưa cho bọn họ một tấm thẻ đó là tài khoản mới ở khu 10 và truyền lời rằng đội trưởng muốn bọn họ đến khu 10 và giết một người tên quân Mạc Tiếu. Thanh niên kia rất bất mãn khi phải đến một xe vờ mới mở để hành gà, nhưng cũng ra dáng một tên hành gà chuyên nghiệp, anh ta sắm toàn là đồ xịn. Rất nhanh bọn họ đã tìm thấy Diệp Tu, tóc dựng đứng kiêu ngạo lao lên trước nhưng đòn tấn công của anh ta rất dễ dàng bị chặn lại. Cậu nhóc kia muốn tấn công từ phía sau nhưng lại bị Diệp Tu tương kế tự kế để hai người tự đả thương lẫn nhau. Tóc dựng đứng không phục nên lao lên solo thẳng mặt Diệp Tu còn cậu nhóc kia không dám lao lên chỉ đứng nhìn tóc dựng đứng rất nhanh đã bị diệp tu hành cho ra bã chị Trần chứng kiến bên cạnh còn hiểu lầm anh đang đi hành người mới vì nhìn qua không ai nghĩ anh mới là người bị ám sát tóc dựng đứng trước kỹ năng của diệp tu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng chịu tận đến khi lên bảng thì thôi mà cậu nhóc kia thấy vậy cũng đành lao lên múa vài đường rồi cũng bị đánh bay cứ ngỡ diệp tu được đáp bồ kiêu thì lại có một người đến yểm trợ cậu nhóc kia và thế là diệp tu được chip bồ kiêu cũng may vương kiệt hy cùng lúc xuất hiện theo sau là một đống người của vi thảo nữa Cả đội tuyển Vi Thảo coi như được tập hợp chỉ để làm gỏi diệp tu. Ở phòng huấn luyện Vương Kiệt Hy liền giao nhiệm vụ huấn luyện cho các thành viên khác chính là đánh bại boss ẩn lớn nhất lịch sử Vinh Quang, thanh niên này 80% chính là diệp tu. Và thế là từ người chơi diệp tu thành NPC lúc nào không hay, bị coi thành nơi huấn luyện người mới Vương Kiệt Hy đúng là gì cũng dám chơi. Tập 8. Một ngày đẹp trời quân Mạc Tiếu thấy buồn tay buồn chân không có gì để làm, liền yêu cầu cả đội người ta lên hết một lượt. Vẻ mặt anh vô cùng bố láo như thể muốn nói anh cân hết được tụi mày. Vương Kiệt Hy cho rằng quân Mạc Tiếu đang tự tin thái quá. Nói anh mời một mình mình về để tập luyện là đủ rồi, cần gì phải ham dọa lũ trẻ kia, trước với những lời nói của Vương Kiệt Hy. Quân Mạc Tiếu chỉ hỏi rằng trong chiến đội Vi Thảo đã có ai thực sự giao đấu với tá nhân bao giờ chưa, mặt khứa nào khứa nấy đều đần thối ra thế kia thì chắc chắn là chưa rồi. Và nếu thế quân Mạc Tiếu tự tin một mình cân tất cả, không nói nhiều Vương Kiệt Hy nhanh chóng dẫn đội lao đến cho dừa lòng quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu chọn đúng thời cơ tháo chạy, sau khi bị áp sát liền né tránh anh nhân cơ hội chuyển thương thành súng phản công quyết liệt chiến đội vi thảo được lệnh bao vây quân mạc tiếu anh nắm biết trước được âm mưu của bọn chúng nên đã sử dụng bom mù để rút lui tuy nhiên hai pháp sư liên tục dùng bom ma thuật bám theo anh Tình cơ khói bụi của chiêu này làm quân mạc tiếu tận dụng thời cơ lần đi đâu mất chiến đội vi thảo sau một hồi tìm kiếm vô vọng thì xác nhận quân mạc tiếu đã rời game thì ra những lời mới nãy chỉ là bốc phét tuy nhiên sự thực quân mạc tiếu đã giúp chiến đội vi thảo huấn luyện rất nhiều sau đó quân mạc tiếu xuất hiện bằng nhân vật của đường nhu mọi người ai cũng hốt cả hền vì tưởng anh là nhân yêu quân mạc tiếu nói nếu cứ đánh tới đánh lui như vậy thì rất phiền phức vậy nên anh yêu cầu nếu muốn đánh bại mình phải thắng được người em gái này ở đấu trường trước đã kèm theo đó là đặt cược nguyên liệu hiếm vô cùng lớn người của hội vi thảo thấy mớ nguyên liệu này đều hú hồn muốn chạy về ôm mẹ khóc thét nhưng trong hai người đường nhu và quân mạc tiếu họ thấy trận trước tương đối dễ dàng để chiến thắng được đường nhu nên ai nấy cũng lấy lại tâm lý cân bằng không khí bây giờ trở thành giúp nhau rèn luyện ví như nhất phàm người bị chiến đội vi thảo coi thường vì năng lực quá yếu quân mạc tiếu nói rằng cậu ta không thích hợp làm thích khách vì như vậy sẽ không phát huy được hết năng lực của bản thân vì vậy anh đề nghị nhất phàm chuyển qua chức nghiệp quỷ kiếm sĩ vì tầm nhìn của cậu rất tốt có ý thức hợp tác và khả năng quan sát rất cao nên vô cùng thích hợp với chức nghiệp này nói túm lại cậu rất giỏi chỉ là đi sai đường mà thôi mặc dù thay đổi chức nghiệp đã chơi lâu năm như vậy là một điều rất khó nhưng kết quả của sự mạo hiểm là rất đáng giá hãy dũng cảm để thay đổi chính bản thân mình những lời động viên này của diệp tu như mở ra cho nhất phàm một chân trời mới tươi sáng hơn vương kiệt hy cũng đánh giá đường nhu rất cao ra trận luôn thất bại nhưng không hề nản lòng đều chiến đấu tới giây phút cuối cùng thời gian trận sau kéo dài hơn trận trước tiến bộ thần tốc rất nhanh trận đấu giữa hai đại thần đã tới vương kiệt hy ra đòn trước vô cùng quyết liệt quân mạc tiếu né tránh chuyển thương thành súng bắn tới như mưa cách đánh này không làm khó được vương kiệt hy anh ta nhanh chóng phóng tới ra đòn hai người đối chiêu trời long đất lở nói về cận chiến có vẻ cân tài cân sức tốc độ tay của cả hai lúc này là tương đương nhau quân mạc tiếu bỗng nhiên bỏ chạy thế nhưng vương kiệt hy cưỡi trổi tốc độ nhanh hơn đã kịp thời chặn đường anh tuy nhiên khói độc lại không đánh trúng quân mạc tiếu ngược lại anh lợi dụng địa hình đánh úp tuy rằng chiêu này xem ra cũng chẳng mấy vinh quang võ đài theo sự sụp đổ bị đốt cháy đôi bên lại lao vào nhau tấn công dữ dội vương kiệt hy hoàn toàn bộc phát ra được năng lực ma thuật sư vô cùng mạnh mẽ vốn dĩ đấu pháp khó lường của vương kiệt hy mặc dù lợi hại nhưng hiếm có đồng đội nào theo kịp để lãnh đạo cậu ta đã chịu hy sinh từ bỏ cái tôi của mình nay một trọi một với quân mạc tiếu không cần phải giữ lại gì nữa dĩ nhiên là lợi hại gấp đôi thế nhưng chơi tán nhân cũng là một lần lột xác của diệp tu kết quả cuối cùng cả hai bên bất phân thắng bại diệp tu vẫn chảnh nói rằng đã nhường đối phương kết quả giao lưu thật vui hoan nghênh vi thảo lần sau lại đến vương kiệt hy thắc mắc diệp tu vừa tạo vũ khí bạc vừa huấn luyện người mới chắc chắn dã tâm không nhỏ và diệp tu cũng không ngần ngại nói ra ý định về lại con đường xưa của mình với độ tuổi của anh làm những việc này quả thật vô cùng dũng cảm bánh bao nhỏ bất ngờ tới tiệm nét của diệp tu quá trời cái bộ đồ lố lăng này rồi bề ngoài như vậy khâu chơi lưu manh cũng uổng Vậy là chiến đội của Diệp Tu như vậy đã có được ba người. Tập 9. Mới sang sớm bánh bao xâm lấn đã đến tìm Diệp Tu. Anh vừa cùng đường nhu đánh bại 10 tên cùng một lúc và đang than thở bản thân đã già rồi nên không còn tinh thần chiến đấu như đám người trẻ tuổi nữa. Đường như nói tuệt ra rằng do đám người đó gà quá nên anh chán thì có, dễ đánh bại như mèo cụt chân vậy, cua tay là bắt được luôn. Diệp Tu liền nhắc lại thân phận quán quân mùa trước của giải đấu chuyên nghiệp của bọn họ cho đường nhu nhớ nhưng cô nàng vẫn cho rằng kể cả có là quán quân thì cũng quá gà. Khiến anh phá lên cười, Lúc này bánh bao xâm lấn đột nhiên lao vào khung hình sôi động hỏi anh hôm nay cướp bót nào khiến Diệp Tu ngẩn người sao suốt ngày đi cướp bót nhà người ta vậy cha nội. Mà lúc này bên phía Lam Hà nghe được tin tức Diệp Tu giúp công hội Nguyệt Luân phá kỷ lục. Lại còn chỉ lấy bốn món trang bị, anh ta nghi ngờ hỏi lại không phải hệ châu là bốn món chứ không phải bốn bộ trang bị thật chứ. Sau khi xác nhận Diệp Tu thật sự chỉ lấy bốn món khung chát của Lam Hà lập tức bùng nổ. Mọi người đều đang cảm thấy Diệp Tu cố ý, công hội Nguyệt Luân cũng cố ý, anh liền nói trước bản thân vô tội không biết gì hết à nhen để tránh bị tế lên như lần trước bọn họ cảm thấy diệp tu từ chối năm bộ xích nguyệt của bọn họ không nói không rằng đã đi đồng ý công hội nguyệt luân chắc chắn là có ẩn tình có người định cho diệp tu tận 8 bộ xích nguyệt nhưng anh ta mau chóng xóa tin nhắn vì phát ngôn quá não tàn quả nhiên là bị nhắc nhở não rất hữu dụng nhớ mang theo mà sau khi hệ thống thông báo đám diệp tu và công hội nguyệt luân phá kỷ lục lưu ly chi địa lại khiến nhóm chắc của anh yên ổn lại bùng lên một đợt phẫn nợ với diệp tu mà trên kênh thế giới thành viên công hội nguyệt luân cùng lam khê các lại đang chửi lộn gà bay chó chạy mù mịt hết cả lên. Đến nước này Lam Hà chỉ còn cách về thần chi lĩnh vực xem hội trưởng của bọn họ muốn thế nào mới làm hành động. Hôm nay trước khi đi đánh boss, Diệp Tu muốn dẫn Đường Nhu và Bánh Bao đến chợ sắm vài món vũ khí ngầu lòi trước đã. Nghe được mua tặng bánh bao quả nhiên rất hưng phấn không hề khách khi mà đi khắp nơi lựa hàng, trong khi Diệp Tu đang hướng dẫn Đường Nhu chọn vũ khí quan trọng nhất là thuận tay. Độ dài và cân nặng thì bánh bao quay lại với món vật phẩm 800 đồng vàng khiến Diệp Tu cạn lời. Thanh niên này quả nhiên không câu nệ gì luôn, Diệp Tu chó chút ba chấm. 800 đồng vàng này bán hết kho đồ lẫn bán thân anh đi cũng chưa đủ tiền mua, chú mày cũng đúng là biết chọn hàng đấy. Bánh bao vẫn ngây thơ hỏi lại bộ không thể hả? Đương nhiên là không thể, Diệp Tu thẳng thắn từ chối thế là thanh niên này lại cất công đi tìm món hàng khác. Vũ khí bánh bao chọn khi nãy là một món vũ khí màu cam, Diệp Tu dù không có tiền mua cũng cảm thán vận may của bánh bao thật tốt. Anh đi tìm vũ khí màu cam khắp cái xe vừa còn chưa thấy cậu ta đi vài vòng đã lụng được rồi. Vừa nói Diệp Tu vừa đi đến một sạp hàng muốn bán tơ nhận cường lực, thế nhưng người bán không ai khác lại chính là hệ châu của lam khê các vừa thấy diệp tu anh ta đã đen mặt mà rõ ràng tơ nhận cường lực của diệp tu là kiếm từ chỗ bọn họ ở thần chi lĩnh vực lúc này lam hà đến trụ sở chính của lam khê các ngầu bá cháy bọ chết để báo cáo tình hình cho hội trưởng sau khi anh ta biết ở khu mới mới mở có một đại cao thủ không rõ thực lực nông sâu thì liền châm ngâm chỉ có thanh niên với kiểu tóc che mắt trông nhột nhột con người tên lam kiều bên cạnh lên tiếng chế nhạo chỉ là một game thủ mới cũng khiến la hà phải dè chừng đúng là mất mặt dù lam hà rất tức giận nhưng cũng phải kìm nén vì lao nháo trước mặt hội trưởng là ăn hành liền hội trưởng cho rằng phá kỷ lục của mai cốt chi địa được đã là vô cùng biến thái lưu ly chi địa chưa phổ biến lắm mà mát cấp 30 mới đánh lam kiều xin hội trưởng cho cậu ta xuất chiến đảm bảo là chiến thắng trở về quả nhiên anh ta đồng ý lam khê các sẽ sang khu 10 xem thử nhưng lúc lam hà nhắn tin nhờ hệ châu chuẩn bị tài khoản thì hệ châu liền đến tìm anh ta than khóc diệp tu sao lại trả giá quá đáng như thế gấp 4 giá bình thường thì cũng là muốn từ 40 đồng nhảy lên 80 đồng làm gì có ai trả giá quá đáng như vậy bao giờ chứ hệ châu bị chọc tức điên khóc không ra nước mắt nhưng cũng không thể làm gì sau khi sắm cho đường nhu và bánh bao trang bị mới bọn họ đến ngoại ô để test thử bánh bao bỗng cảm nhận được có người đang theo dõi bọn họ còn không đợi diệp tu nói hết đã một mình lao đến solo người ta mà người này cũng không phải dạng vừa không những đỡ được đòn của bánh bao mà còn đánh trả khiến cậu ta phải lùi ra xa cứ tưởng là người lạ ai ngờ lại là cho một tấc cho một tấc nhận ra diệp tu rất vui mừng gọi tiền bối Hóa ra là người quen khiến Bánh Bao Bao cảm thấy không lẽ trực giác của bản thân có vấn đề, nhưng Diệp Tu lại cười bảo không phải, trực giác Bánh Bao rất đúng nhưng mà kẻ địch của bọn họ đang ở trên đầu cơ. Quả nhiên trên nóc mấy tường thành đổ nát cả một đám người đang đứng, bọn họ bị phát hiện lập tức lao nhanh tấn công về phía đám Diệp Tu. Mà ở một bên khác đám Lam Khuê Các đang núp sau tường hóng hớt xem đám người tấn công Diệp Tu là người nhà nào nhưng không ai đoán ra. Đường Nhu nhận ra lối đánh của đám người này trông rất giống lối đánh của Diệp Tu nhưng vẫn kém xa. Một đám người mà không đánh thắng nổi ba người bọn họ bánh bao lao lên một mình chấp cả đám thì phát hiện toàn thân phát sáng thể lực và sức mạnh lại tăng lên đáng kể đánh bay hết cả đám loang quang kia tất cả là nhờ đao trận kỹ năng của quỷ kiếm sĩ của cho một tấc nhưng kỹ năng này chỉ thi triển được 20 giây mà thôi hết 20 giây là lúc diệp tu sử dụng kỹ năng nhị phách đao trận nhận cơ hội có vũ khí mới cả đám lôi đám người kia ra tết thử dưới sự trợ giúp của cho một tấc chỉ với ba người bọn họ đã rất dễ dàng cân cả chục người kia chiến thắng quá easy cứ ngỡ thế là hết ai ngờ diệp tu lại bị lam kiểu của lam khê các đánh lén nhưng bánh bao đã cản được lam kiều đối đầu với bánh bao còn chật vật nên đánh với diệp tu mới một chiêu đã bị hất văng ra xa lúc này hội trưởng của lam khê các ra mặt diệp tu biết anh ta nhưng chỉ chào hỏi xã giao sau khi thấy đội phá kỷ lục không có lam hà diệp tu liền nói đáng lẽ nên để lam hà đi cậu ta phối hợp đồng đội tốt hơn nhiều tên lam kiều kia khiến lam hà rất cảm kích hóa ra đám người vừa nãy tấn công diệp tu chính là đám người lưu hạo nhưng cay cú quá nên cũng chỉ dám nhìn máy tính chiếu họ cứ không thể làm gì lúc sau diệp tu liền rủ cho một tấc đi đánh phó bản anh vừa nghĩ ra một lối chơi mới có cậu ta mới chơi được. Cho một tức sợ mình vẫn chưa quen tay quỷ trận như khi nghe Diệp Tu nói anh tin cậu ấy làm được. Dù sao cậu ấy cũng là một tuyển thủ mà khiến cho một tức vô cùng cảm động. Mà phía Diệp Tu bỗng nhiên mượn tài khoản của chị Trần để solo, có đứa cả gan đòi PK với anh. Tập 10 Lần này Diệp Tu không dùng quân mạc tiếu mà mượn nhân vật của Trần quả đấu với thằng trẻ châu kia. Tuy sử dụng bậc thầy súng pháo không phải sở trường của anh nhưng thái độ vẫn cứ là vô cùng ngạo mạn trẻ châu tuy rằng trước đó gáy hơi to nhưng thực tế kỹ năng cũng không tới nỗi thậm tệ hắn sử dụng kiếm ảnh phân thân từ một biến thành bốn với ý đồ áp sát trực yên hà của diệp tu trần quả đối với tài khoản thân yêu của mình lo lắng lắm ngồi bên cạnh nín thở nhìn chằm chằm xem tình hình nhưng diệp tu của chị là ai chứ anh bình tĩnh nâng súng bắn hạ từng ảnh phân thân thân một phòng thủ rất vững vàng tiếp theo sau đó là phản công bậc thầy súng pháo có thể nhắm rất xa trẻ châu nhất thời không áp sát được khổ không nói nổi chắc lúc này nhỏ muốn chạy về ôm mẹ khóc tu tu lắm rồi trẻ trâu chỉ có thể liều mạng chịu trúng đòn để tìm lấy cơ hội nhưng diệp tu nhanh chóng ném súng né tránh kiếm của đối thủ chuyển sang đánh tay đôi cho trẻ trâu nếm đòn hộc máu súng vừa xuống tới tay thì anh bắn pháo lên thành. cuối cùng diệp tu giành chiến thắng áp đảo ngay dây 39. làm hãnh diện toàn bộ khu 10 trước đối thủ nặng ký nổi tiếng từ lâu chuyện này lần nữa kinh động tới tận chiến đội lam vũ đội trưởng của chiến đội này có bộ óc máy tính chỉ từ bảng số liệu thành tích đánh phó bản của diệp tu gần như anh ta có thể phân tích được toàn bộ vấn đề đã xảy ra rồi khẳng định chắc địch quân mạc tiếu chính là diệp thu chứ chẳng ai khác thậm chí biết được hoàng thiếu niên đã bán đứng phe mình nhưng dù sao cũng giúp đội trưởng của lam vũ biết được tương lai sẽ phải đối đầu với một tá nhân đỉnh cao như thế nào hoàng thiếu niên quả nhiên là bạn tốt sau đó anh lập tức thông báo với diệp tu chuyện anh đã bị đội trưởng vạch trần dù sao đội trưởng lam vũ cũng là chúa tể phân tích được người người nhà nhà công nhận nên nghe xong thì diệp tu cũng thấy chuyện này là rất bình thường anh bảo rằng văn châu của lam vũ cũng rất giỏi đáng tiếc là tay tàn ý bảo tốc độ tay của anh ta không cao nếu không cũng sẽ là một đối thủ vô cùng khó nuốt. Những lời nấu sói này ai ngờ lại bị chính chủ nhìn thấy toàn bộ full HD sắc nét. Vì là người quen cũ nên Văn Châu nổi hứng rủ luôn Diệp Tu Cây. ok nếu bạn thích thì tôi sẵn lòng đón tiếp. Trước nghiệp mà Văn Châu chọn là thuật sĩ, vừa vào trận đã tung ma pháp cực mạnh, quân Mạc Tiếu bung dù chống đỡ. Chiêu tiếp theo của Văn Châu là ma pháp hệ hỏa lại bị lay động chữ Z của quân Mạc Tiếu né tránh toàn bộ, áp sát ra đòn. Thực ra trận này Văn Châu muốn dùng để phân tích không ham hơn thua, việc bị áp sát đối với anh ta không có vấn đề gì cả bởi vốn dĩ với bất kỳ đại thần nào áp sát được và chiến thắng được cho dù sở hữu nhân vật máu giấy cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau quân mạc tiếu lại phóng lên cao chuyển thương thành súng bắn phá liên tục ngược lại văn châu chỉ dựng lên màn chắn chống đỡ thậm chí phản lại làn đạn là cách đánh chậm mà chắc của tuyển thủ không thiên về tốc độ chính diệp tu cũng xác nhận nếu văn châu có tốc độ tay nhanh như mình thì cả cái game vinh diệu này chẳng ai có thể là đối thủ của anh ta cũng như lúc này đây quân mạc tiếu đáp xuống bị trúng bẫy cơm mẹ nấu luôn rất may là anh vẫn có thể xử lý mau lẹ nhờ phản lực của súng mà nhảy lên cao tránh được một kiếp nạn quân mạc tiếu lại nhào lên tấn công lần này trận đấu diễn ra trời long đất lở cuối cùng kết thúc với kết quả đôi bên cùng thắng quân mạc tiếu thắng là trận đấu văn châu thắng được thông tin mình cần rằng sự cơ động của tá nhân sự đặc biệt của vũ khí ô thiên cơ và năng lực của diệp tu là một tổ hợp vô cùng khủng khiếp là đối thủ cực kỳ nặng ký trong tương lai hoàng thiếu niên xem lại video trận đấu mà cũng đổ mồ hôi hột khả năng chiến thắng được tá nhân ở level này là vô cùng thấp tô mộc tranh sau đó lại đến giúp diệp tu đánh phó bản như lần này các nhân vật game của bọn họ đã bị người ta theo dõi gắt gao dĩ nhiên là mấy chiêu trò này của bọn chúng bị quân mạc tiếu nhanh chóng nhìn thấy rõ một một nghiệp dư mà đòi đấu với cao thủ bọn này chắc não tàn hết cờ mờ nờ giờ quân mạc tiếu nhanh chóng tháo chạy cắt đuôi được bọn ba ba ra gì nhưng phía bên đường nhu và bánh bao nhỏ lại gặp nguy hiểm đường nhu bị giết chết còn bánh bao nhỏ lại rất thích thú trước những chiêu trò như thế này anh chàng nhanh chóng tính toán cách để bẫy ngược lại đối phương nhưng su là não chưa kịp lót thì đã bị rớt xuống giếng tập 11 bánh bao xâm lấn phát hiện ra có một thanh niên phong cách kỳ quơ ác cũng bị rớt xuống giếng giống mình hóa ra cậu ta không cùng một nhóm với đám người kia thấy anh rơi xuống giếng nên mới tìm cách giúp anh lên nhưng bánh bao xâm lấn đâu có cần giúp loáng cái anh đã nhảy lên khỏi miệng giếng còn người kia tên là quang muội vừa bước lên được một bước đã té sấp mặt muội quang đứng ở một bên để quan sát tim địch rồi chỉ dẫn cho bánh bao cách chạy thoát rất nhanh anh đã cắt đuôi được đám người phiền phức đó và trốn vào một tòa nhà bỏ hoang quay lưng lại liền thấy quang muội ở sau mình từ bao giờ bánh bao bị dọa hú hồn con chim én quang muội trông thấy vũ khí của bánh bao chỉ là vũ khí bình thường liền rất ngạc nhiên cậu ta không nghĩ có người đẳng cấp tới nỗi không cần dùng tới vũ khí cao cấp vẫn phá kỷ lục phó bản được bánh bao nói thật rằng trước giờ họ đâu có dùng vũ khí vì cái đó đắt quá nên lão đại diệp tu mua không nổi lúc này diệp tu bỗng nhắn cho bánh bao rằng nếu đã thoát khỏi đám bám đuôi kia thì đến rừng không chi thế là bánh bao tranh thủ kể cho diệp tu nghe chuyện mình vừa kết nghĩa được với một huynh đệ tốt dưới giếng khiến diệp tu cũng bán tín bán nghi đúng là đến chịu mấy khứa lắm mồm đi đâu cũng kiếm được bạn mới bất chấp địa hình. Bánh bao muốn đến rừng không chi và bảo quang muội nếu không muốn đi cùng thì có thể dụ bọn họ đi dùng anh. Còn chưa để người ta đồng ý bánh bao đã vọt đi luôn, nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa quang muội đã cản anh lại và bảo anh đi đường đó bị bắt là cái chắc. Thế là hai thanh niên lại lén lén lút lút đi đường khác. Ở phía đường Nhu cũng vừa thoát khỏi tầm 10 tên khác, hóa ra không chỉ có mỗi bánh bao là bị truy đuổi mà lúc này đám người lưu hạo lại lập đội muốn đi giết diệp tu một lần nữa thế là cả đám kéo nhau đến rừng khâu chi màn hình của diệp tu bỗng bị phủ kín bong bóng chát của hoàng thiếu niên cậu ta luôn miệng đòi solo với anh nhưng hôm nay không được rồi diệp tu còn bận xử lý đám người theo đuôi nhưng hoàng thiếu niên không đồng ý thế là diệp tu đành dụ cậu ta đến rừng khâu chi solo dã ngoại luôn nhưng khi hoàng thiếu niên đến cậu ta lại bị đám người theo đuôi diệp tu đuổi theo Biết Hoàng Thiếu Niên cùng đội với Diệp Tu bọn chúng cũng không tha luôn nhưng khi thấy cậu chỉ mới cấp 27 liền cảm thấy không cần theo đuôi tên rác rưởi này nữa nên chỉ đuổi theo mình Diệp Tu. Bị gọi là rác rưởi Hoàng Thiếu Niên bỗng nổi đóa, từ người bị theo đuôi sang người đuổi theo đám người kia chửi bới. Cậu chửi hăng máu đến mức bọn họ không chịu được liền muốn dừng lại solo. Còn tưởng hơn 6 cấp sẽ dễ dàng xử lý được cậu nhưng mới lao lên liền bị một chàng kỹ năng múa kiếm và một loạt câu chửi thâm thúy giáng vào mặt. Giết được một tên Hoàng Thiếu Niên liền chôm luôn vũ khí của tên đó, nhưng thấy phèn quá nên cậu ta lại nhắm sang vũ khí của tên còn lại. Tên kia trông thấy cậu liền ôm chặt lấy vũ khí của mình là bỏ chạy thục mạng. Hoàng thiếu niên vừa đuổi theo sau vừa luôn miệng gạ thanh niên DSO đổi kiếm còn không ngần ngại bốc phép cây kiếm của mình lên thần lên thánh, nhưng tên kia nhất quyết không đổi nên hoàng thiếu niên chỉ còn cách cướp luôn không cần nói nữa. Khi Diệp Tu đến hoàng thiếu niên vẫn giận vì đột nhiên bị kéo xuống nước nên định đánh anh luôn ai ngờ đi được vài bước liền vấp dễ cây té sấp mặt. Mà lúc này đám người theo đuôi cũng đã tìm thấy bọn họ, chỉ còn cách đánh trực diện thôi mà hoàng thiếu niên thì nói quá lắm mồm nên màn hình diệp tu hiện toàn bong bóng chát che kín luôn chiến trường ngay cả màn hình của lưu hạo cũng bị bong bóng chát của hoàng thiếu niên che kín khiến anh ta ngẩn tò te mắc gì nói lắm quá rợ ngậm mồm một giây không được hả ngoài đời gặp người nói lắm được vậy tôi sẽ bị động kinh mất bọn họ đánh từ khi trời tối đến khi rừng không chi sáng con mợ nó luôn chỉ với hai người bọn họ đám người kia còn đang nghĩ bản thân đã bao vây được diệp tu và hoàng thiếu niên ai ngờ dây sau liền bị đạn nổ tanh bành bay thẳng đập mặt xuống dưới ngã chồng vó dưới chân diệp tu đám người mộc tranh đường nhu và bánh bao cho một tấc cùng quang muội đến rồi rất nhanh đang từ thế bao vây đám người lưu hạo lại bị bao vây lưu hạo tức giận hỏi đàn em sao đường nhu vào được thì bọn chúng liền nói đường nhu quá hung hãn bọn chúng cản không lại tội nghiệp những ai đối đầu với hoàng thiếu niên chắc bị sờ chết chết mất chỉ với 6 người bọn họ cùng kỹ năng siêu cấp viper rồi đã rất nhanh xử lý được cả gầm trăm người của lưu hạo mà lúc này khách của tiệm nét bỗng kêu diệp tu đi mua hộ mình cây kem anh liền dục mọi người mau đánh nhanh lên vừa trả lời khách mà Lưu Hạo cứ tưởng Diệp Tu nói mua hai cây kem thật lớn là đang ra ám hiệu nên vô cùng hoảng loạn. Sau khi biết anh chỉ là đang vừa tiếp khách vừa đánh lại khiến cậu ta tức giận hơn. Diệp Tu đã dục rồi nên đám người Lưu Hạo rất nhanh đã lên bảng hết một lượt, đám lâu la còn lại thì bị Hoàng Thiếu Niên vì ganh đua với bánh bao mà đuổi cùng giết tận. Tập 12. Thành viên của bảy đại công hội sau đó liên tục bị đánh trả về thành, sau đó họ còn bị phản sát. Nhóm quân Mạc Tiếu gặp người nào thì giết người đó, loạn xì ngậu hết cả lên. Đại bót tiếp theo xuất hiện cũng bị phía quân Mạc Tiếu đoạt mất, tình hình đối với các công hội cam go lắm rồi bá đồ đành phải trở về gọi chiến đội sau lưng xuất hiện và chiến đội của quân mạc tiếu hiện đang từng bước thành hình nhưng hiện tại trong xe vờ bọn họ đã nổi tiếng lắm rồi đi đâu cũng bị người ta truy sát ngoài đánh phó bản để luyện cấp thì không có cách nào để đánh quái xã ngoại thậm chí lối vào phó bản hôm nay cũng bị chúng phải tập kích bất ngờ chúng nhằm ngay vào quân mạc tiếu và đối thủ lần này không phải tay mơ đây dĩ nhiên là người của chiến đội chuyên nghiệp bá đồ quân mạc tiếu cũng không ngán một ai và lập tức phòng tới pháp sư phe đối phương nhanh chóng ra đòn nhưng các chiêu thức của hắn quân mạc tiếu đều né được hết anh tiếp tục chuyển thương thành súng và tấn công thì gặp một người khác đánh ra tinh lạc trùy ngăn lại toàn bộ quân mạc tiếu bảo đội ngũ luyện cấp trước còn mình sẽ cùng bọn này đấu một trận ra trò hiện anh đang lấy một địch hai kẻ mạnh nhất ngoài chỉ huy vẫn chưa tham gia công kích nhưng như vậy sát thương hoàn toàn không áp chế được quân mạc tiếu tá nhân có lối đánh quá phức tạp không thể nắm bắt nhanh chóng tạo thành bẫy giữ chặt hai người kia sau đó tận dụng thời cơ bỏ trốn mục sư nãy giờ đứng chờ buộc phải ra tay rồi Vừa xuất chiêu đầu đã vô cùng ác liệt, kết hợp trên không một nắm đấm khổng lồ đánh úp xuống, đó là quyền pháp gia của đội trưởng chiến đội Bá Đồ Hàn Văn Thanh chứ chẳng phải ai khác. Hai bên đều là cấp bậc đại thần đánh nhau vô cùng dữ dội, tuy nhiên tạm thời vẫn chưa biết được ai hơn ai. Vũ khí của quân Mạc Tiếu biến hóa đa dạng làm Hàn Văn Thanh vô cùng bất ngờ. Trận chiến theo đó còn căng thẳng hơn nữa cũng giúp Hàn Văn Thanh nhận ra thương pháp kia chính là của Diệp Thu, anh ta vô cùng tức giận. Kẻ tuyên bố đã giải nghệ còn quay lại làm gì, vì sự ra đi của Diệp Thu đối với Hàn Văn Thanh chính là sự phản bội. 9 năm trước hai người quen nhau cũng từ game Vinh Diệu, là đôi bạn thân từng đánh một trận mở màn cho liên minh chức nghiệp của Vinh Diệu ra đời, một người sau đó đi theo ra thế, một người thì gia nhập vào chiến đội bá đồ và thế là họ trở thành đối thủ của nhau, nhất Diệp Chi Thu cùng Đại Mặc Cô Yên chính là hai đại thần có tên tuổi nhất. Lô đời nhất của Vinh Diệu, họ có mối tương giao như vậy, trận chiến này có lẽ giống trận chiến vào 9 năm trước nhưng tâm lý đôi bên đã khác hẳn. Người phụ bỏ vinh quang và đam mê sẽ không còn xứng đáng sánh vai, nhưng Diệp Tu nói rằng mình nhất định sẽ quay lại sau một năm. Đó là câu trả lời làm Đại Mạc Cô Yên cảm thấy vô cùng được an ủi, 10 năm một đam mê. Đó là một thời thanh xuân, một thời tuổi trẻ cháy hết mình, thế giới ảo nhưng tình là thật.